Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 51. Một tiếng ầm giòn vang, hai bên thái dương Lạc Minh Sa lõm xuống, hai mắt lồi ra, bật ra khỏi hốc mắt, rơi xuống đất, lăn ra thật xa, phủ đầy bụi bặm. Ôi, cậu đúng là rất tàn nhẫn, giết cả người của mình, sư phụ Vinh nói, quả nhiên còn không bằng một con chó. Lưu Vân Phong đẩy thi thể Lạc Minh Sa sang một bên, hừ lạnh một tiếng, nói nhiều cũng vô ích, chịu chết đi. Sau đó anh ta lao vào, một chiêu hắc hổ đào tim, đánh thẳng vào trái tim của sư phụ Vinh. Một quyền này uy lực và nặng nề, nắm đấm còn chưa giáng xuống, sức lực đã đến trước, không khí giữa hai người bị anh ta thổi bay. Mắt thấy lồng ngực sư phụ Vinh chỉ còn cách hai tấc, nếu cứ tiến về phía trước, lồng ngực sẽ sụp xuống, trái tim sẽ vỡ vụn. Một tia sáng đột nhiên lóe lên, Lưu Vân Phong liền đứng yên bất động. Anh ta mở to mắt nhìn sư phụ Vinh, trong mắt tràn đầy kinh hãi và khó tin. Sư phụ Vinh nhìn anh ta, lắc đầu nói, tên họ Lạc lừa tôi vốn định chặt ông ta như chặt vịt. Cậu lại đánh chết ông ta, tôi chỉ có thể chặt cậu. Có thể cậu không biết kỷ lục của tôi đã thái 28 con vịt trong 3 phút, mỗi con có 108 miếng, quan trọng là độ dày mỗi miếng đồng đều, da và thịt không bị tách rời. Sư phụ Vinh đứng đó không ngừng lại nhải, trên mặt Lưu Vân Phong rơi xuống từng mảnh thịt. Cùng lúc đó, bắt đầu từ ấn đường của Lưu Vân Phong đi xuống, xuất hiện một đường đỏ mảnh dài, xuyên qua sống mũi, môi, cằm và dọc xuống một đường, quần áo trên ngực cũng bị xé toạc, vạch đỏ xỏ xuyên qua khắp lồng ngực anh ta. Sau đó, cơ thể anh ta ngã xuống ầm ầm. Sư phụ Vinh lắc đầu, thở dài, chậm quá, vẫn là quá chậm, chỉ có 8 miếng, một đao cần có 9 miếng mới đúng. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người xung quanh đều kinh hãi, đặc biệt là Lưu Tinh Xương người vẫn chưa chết, lúc này anh ta sợ đến nỗi bắp chân run lẩy bẩy, ruột co thắt, cơ bàng quang lỏng lẻo, ào ào. Đây đâu phải là đầu bếp, đây chính là Diêm Vương. Khoái đao Vinh Môn, ông là Vinh Khoái Đao. Một người bước ra từ đám ăn xin. Người này khoảng 40 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi hàng hiệu phẳng phịu, quần áo rõ ràng rất mới, nhưng trên đó lại có một miếng vá lớn. Ông ta cũng cầm một cây gậy trên tay, nhưng nó khác với những cây gậy trong tay những tên ăn xin khác, cây gậy của ông ta có màu đen tuyền, rất nhiều nhánh, trông như là dùng phân chó ghép lại với nhau. Sau khi Trương Niên chết, Yếu Môn ở thủ đô đã biến mất, ông lại là ai, sư phụ Vinh hỏi. Ai nói sư phụ tôi chết thì thủ đô sẽ không còn Yếu Môn nữa, người nọ ngẩng đầu cười ha ha, đệ tử Yếu Môn chúng tôi trải khắp thiên hạ, chỉ cần nơi nào có người thì sẽ có ăn xin, nơi nào có ăn xin thì sẽ có Yếu Môn. Sư phụ ông, sư phụ Vinh nheo mắt nhìn ông ta, tôi biết rồi, ông là Lương Kim của thành phố Đường. Trương Điên là một tông sư của Yếu Môn, đương nhiên cũng có đệ tử. Nhưng phần lớn nhân vật quan trọng bên người ông ta đều đã chết trong mưa kiếm của Lý Dục Thần. Sau đó sư phụ Vinh đã điều tra, phát hiện ra con cá lọt lưới lớn nhất bên người Trương Điên chính là Lương Kim. Lương Kim là người gốc thành phố Đường, vốn là một trong những bá chủ ở thành phố Đường. Sau này nhận Trương Điên làm sư phụ, trở thành người đứng đầu Yếu Môn ở thành phố Đường. Sao không đợi ở thành phố Đường, chạy tới thủ đô làm gì? Vinh Đại Nhân nói. Ồ, thành phố Đường lớn bao nhiêu, thủ đô lớn bao nhiêu, Lương Kim cười nói. Vinh Khoái Đao, đừng tưởng sư phụ tôi không còn nữa thì ông có thể tới tung hoành ở thủ đô. Tôi nói cho ông biết, chỉ cần Lương Kim tôi còn ở đây, một người trong Vinh Môn các người cũng đừng nghĩ đến chuyện quanh quẩn trong thủ đô. Hôm nay, tôi sẽ hiến tế ông để mở lại tổng đàn của Yếu Môn ở thủ đô, giúp tôi trở thành môn chủ mới của Yếu Môn. Xung quanh vang lên âm thanh đinh tai nhức óc của gậy gộc gõ xuống mặt đất. Tôi đã đến đây, ông cho rằng ông còn có thể thành công trở thành môn chủ sao, sư phụ Vinh cười lạnh nói. Lương Kim cười lớn, Vinh Khoái Đao. Đao pháp của ông không tồi, phong thái giống sư phụ ông năm đó. Nhưng đáng tiếc, ông xông vào trận đánh chó của tôi. Đừng nói ông, ngay cả Nhất Đao Xuân đến đây cũng đừng nghĩ đến việc toàn thân rút lui. Nói xong, ông ta vung tay lên, các đệ tử Yếu Môn nhanh chóng chạy theo trận pháp đánh chó, ba tầng trong ba tầng ngoài, bao vây sư phụ Vinh ở bên trong. Đương nhiên sư phụ Vinh biết trận đánh chó mạnh đến mức nào. Mấy tháng trước, chính trong sân này,
ba người ông ta cùng ông chủ Vương và chị Mai đều bị vây hãm trong trận đánh chó, cho dù ba người phối hợp với nhau cũng không thể trốn thoát, nếu không có Lý Dục Thần đến giải cứu, bọn họ đã bị Loạn Côn đánh chết. Ông ta nhìn xung quanh mấy lần, cười lạnh nói, Lương Kim, ông thật sự cho rằng tôi dám tới một mình mà không có chuẩn bị gì sao? Lương Kim sửng sốt. Sư phụ Vinh đã giơ muôi lên, gõ vào con dao làm bếp hai lần. Âm thanh kim loại va chạm lanh lảnh, rõ ràng truyền ra ngoài. Chỉ thấy rất nhiều người đột nhiên trèo lên tường sân, khoanh tay đứng trên tường, giữa các ngón tay của mỗi người lóe lên ánh sáng rực rỡ sắc bén dưới ánh mặt trời. Vinh môn. Lương Kim hít một hơi khí lạnh. Ông ta biết ngón tay của những người này đều cất giấu những lưỡi dao sắc bén, đây cũng chính là vật kiếm cơm của đệ tử Vinh môn. Ưu thế của yếu môn là đông người. Vừa điều động đã có một đám người, năm đó tiêu diệt Vinh môn cũng dựa vào ưu thế này. Nhưng nếu bàn về một chọi một, người chơi gậy gộc sao có thể so sánh với người chơi dao? Rạch cổ tay cắt hết hầu chính là sở trường của Vinh môn. Trong tình huống số người tương đương nhau, yếu môn không thể đánh bại được Vinh môn. Lương Kim quyết định rất nhanh, lợi dụng lúc trận đánh chó đã được sắp xếp tốt, bắt Vinh khoái đạo lại trước, khiến đám người Vinh môn như rắn mất đầu. Như vậy sẽ dễ dàng đối phó. Trận đánh chó. Ông ta ra lệnh một tiếng, phát động trận đánh chó. Tiếng gậy gộc lại vang lên. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động cơ gầm rú. Ngay sau đó, cánh cửa bị đâm rầm một cái, một chiếc xe địa hình lao vọt vào, tông thẳng vào đám đông yếu môn. Trận đánh chó tức khắc hỗn loạn. Cùng lúc đó, các đệ tử Vinh môn trên tường lần lượt nhẹ nhàng xoay người trượt xuống tường, như cá trạch hòa vào đám đông. Chiếc xe địa hình lao tới góc sân, quay đầu xe rồi dừng lại. Các đệ tử Vinh môn cũng như bươm bướm xuyên hoa, lao qua những khoảng trống trong đám đông, đi tới bên người sư phụ Vinh. Mà một đám đệ tử yếu môn đột nhiên che cổ lại. Chỉ thấy trên cổ bọn họ xuất hiện một sợi dây mảnh. Máu tươi chảy ra ồ ạt. Dính đầy bàn tay bọn họ. Đệ tử yếu môn đầu tiên ngã xuống, tựa như những quân bài domino, hết người này đến người khác, tất cả đệ tử yếu môn đều ngã xuống đất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sắc mặt Lương Kim tái mét, ông ta nhìn thấy quân tinh nhuệ của yếu môn mà ông ta rất vất vả mới chỉnh đốn lại được ở thủ đô cứ như vậy bị Vinh môn tiêu diệt sạch sẽ, trong lòng vừa sợ vừa giận. Vinh khoái đao. Tôi và Vinh môn của ông không đội trời chung. Sư phụ Vinh cười khà khà nói, ông nói chúng ta không đội trời chung, vậy chỉ có thể chết. Nói đi, ông muốn chết như thế nào? Ha 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 ha, Lương Kim đột nhiên cười lớn, Vinh khoái đao, ông có thể chấn chỉnh lại Vinh môn trong thời gian ngắn như vậy, tính ra cũng có vài phần năng lực. Nhưng ông thực sự cho rằng như vậy có thể giết tôi. Đừng có nằm mơ, ông không phải Nhất Đao Xuân. Nói xong. Ông ta đập mạnh cây gậy gỗ màu đen trong tay xuống đất. Mặt đất rung chuyển dữ dội, trên mặt đất bên dưới cây gậy xuất hiện một gợn sóng vô hình, một luồng uy áp mạnh mẽ bùng nổ cùng với sóng xung kích. Các đệ tử Vinh môn đang đứng trước người sư phụ Vinh đều bị sóng xung kích đánh ngã xuống đất, thân thể những người đứng sau cũng lay động, suýt nữa không thể đứng thẳng được. Bán tông sư phụ Vinh cau mày nói, thực lực của ông thật sự vượt quá dự đoán của tôi. Nếu đã biết, còn không mau tới đây nhận lấy cái chết, Lương Kim hét lớn, cho ông một cơ hội, tự phế võ công, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, gia nhập yếu môn, tôi sẽ tạm tha cho các người. Vẻ mặt sư phụ Vinh ngưng trọng, tựa như đang suy nghĩ, cuối cùng ném muôi và dao phay xuống đất, từ từ đi về phía Lương Kim. Các đệ tử Vinh môn bên cạnh kinh ngạc kêu lên, sư phụ Vinh. Sư phụ Vinh không dừng lại, dưới ánh mắt cười nhạo của Lương Kim. Đi thẳng tới trước mặt Lương Kim, hai người cách nhau không quá hai bước. Quỳ xuống, Lương Kim nói. Sư phụ Vinh không quỳ, chỉ đứng đó và yên lặng nhìn Lương Kim. Lương Kim cười lạnh nói, không cần giở trò, ông đến gần như vậy, quả thực có thể rút đao ở khoảng cách này, nhưng đừng quên, tôi cách ông cũng rất gần. Công lực của ông kém quá xa, huống chi, ông đã ném đao xuống rồi, quỳ xuống, tự hại mình đi. Tôi sẽ tiếp quản Vinh môn của ông, chỉ cần bọn họ không phản kháng, tôi cam đoan không giết bọn họ. Sư phụ Vinh khẽ mỉm cười, vừa rồi ông nói, không đội trời chung.
vinh môn và yếu môn, chỉ có thể có một vị vua. Người đó không phải là ông. Lương Kim cau mày, hừ, không biết tự lượng sức mình. Nếu ông đã muốn chết, vậy tôi sẽ thành toàn cho ông. Nói xong, ông ta đột nhiên nhấc cây gậy màu đen trong tay lên, cây gậy giống như một con mãng xà đen bay lên không trung. Sư phụ Vinh giơ tay. Một ánh sáng trắng lóe lên. Lương Kim giật mình nhìn cây gậy đen trong tay bị cắt thành từng khúc như cắt dưa chuột, từng mảnh rơi xuống đất. Nếu là nửa năm trước, ông là bán tông sư, tôi chỉ có thể tránh đi. Nhưng bây giờ, một lưỡi đao sắc bén xuất hiện giữa những ngón tay đang rũ xuống của sư phụ Vinh, một vệt máu chảy trên lưỡi đao, ngưng tụ thành giọt rồi rơi xuống đất. Thân thể Lương Kim chấn động, cổ ông ta xuất hiện một đường dây đỏ mảnh dài. Thân thể Lương Kim từ từ ngã xuống, hai mắt trợn to nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Bầu trời trong xanh, không một bóng mây. Một con chim bay ngang qua, hóa thành một chấm đen rồi biến mất ở phương xa. Sư phụ Vinh đứng ở nơi đó, nhìn thấy thi thể Lương Kim, yên lặng hồi lâu. Vinh sư huynh, bên cạnh có người kêu lên. Sư phụ Vinh phục hồi tinh thần lại, quay người nhìn đám đệ tử Vinh Môn. Đây là những người đã trốn thoát khỏi cuộc thanh trừng điên cuồng của Trương Điên năm đó, cũng có một số được chiêu mộ từ khắp thủ đô, có những sư huynh đệ cùng thế hệ với ông ta, cũng có đệ tử của ông ta. Các anh em, sư phụ Vinh lớn tiếng hét lên, người chết tên là Lương Kim, là đệ tử kiêu ngạo nhất của tên ăn xin Trương Điên, năm đó tắm máu Vinh Môn, tay ông ta cũng dính đầy máu. Hôm nay tôi đã tự tay giết ông ta, coi như báo thù cho các anh em năm đó, chút giận cho Vinh Môn chúng ta. Sư phụ Vinh uy vũ. Trong sân vang lên tiếng gào như sấm. Đã nhiều năm Vinh Môn không có ai quản lý, từ hôm nay trở đi, Vinh sư huynh sẽ là môn chủ của chúng ta, mọi người nói có phải hay không? Phải. Sư phụ Vinh uy vũ. Sư phụ Vinh vươn hai tay yêu cầu mọi người im lặng, nói, các anh em, Vinh khoái đao tôi là đầu bếp, có tài đức gì mà có thể làm môn chủ Vinh Môn chúng ta? Xin mọi người hãy chọn một người tài giỏi khác. A Vinh, đừng khách sáo. Một người lớn tuổi của Vinh Môn bước ra. Các anh em, tôi là sư thúc của A Vinh. Lúc Vinh Môn ở thủ đô gặp nạn, tôi may mắn sống sót, thấy Vinh Môn tàn lụi, kẻ thù ở ngay trước mặt lại không dám nói một lời nào, tham sống sợ chết hơn 20 năm. Loại nhục nhã này, loại hèn nhát này, không ai hiểu rõ hơn tôi. A Vinh là đệ tử chân truyền của sư huynh Nhất Đao Xuân của tôi, chịu đựng sự sỉ nhục, bây giờ trở về thủ đô. Tự tay giết kẻ thù và trả thù cho anh em Vinh Môn ta. Nếu nó không thể làm môn chủ, vậy thử hỏi, còn ai có thể đảm đương được? Tôi đề nghị, hôm nay, chúng ta dùng hang ổ ăn xin này, lấy máu của Lương Kim để tỏ lòng thành kính với sư tổ, kính mời sư phụ Vinh lên ngôi môn chủ, chính thức trở thành người đứng đầu Vinh Môn chúng ta. Mọi người nói có được không? Được. Phía dưới có tiếng đồng loạt hoan hô. Chúc mừng sư phụ Vinh. Chúc mừng môn chủ. Mọi người đều nhìn sư phụ Vinh. Sư phụ Vinh nghe thấy tiếng gọi cũng có chút sao động, nói, được, nếu mọi người thật sự muốn thì tôi cũng có thể, nhưng tôi có hai điều kiện. Môn chủ, ngài nói đi, chúng tôi đều nghe lời ngài. Sư phụ Vinh trầm ngâm một lát. Các anh em, mọi người có biết ai đã giết Trương Điên không? Mọi người đều lắc đầu. Là cậu Lý. Cái gì? Cậu Lý. Đúng vậy, thằng nhãi Trương Điên này đã giết sư phụ, phá hủy sư môn của tôi, nhiều năm qua, không lúc nào tôi không nghĩ đến việc trả thù. Đáng tiếc, tôi không phải là đối thủ của ông ta, tôi chỉ có thể rời xa Nam Giang và ẩn náu ở thành phố Hòa, cầu thả vượt qua quãng đời còn lại. Nếu không có cậu Lý thì cái mạng này của tôi đã mất từ lâu rồi. Cậu Lý không chỉ cứu tôi mà còn giết chết Trương Điên, lấy sức của một người, chọn tổng đàn của yếu môn. Giúp Vinh Môn chúng ta báo thù. Mạng của tôi là do cậu Lý cứu, thù của ta cũng là do cậu Lý giúp tôi trả. Vinh khoái đao tôi đã thề, cuộc đời này tôi đều sẽ đi theo cậu Lý. Nếu mọi người chọn tôi làm người đứng đầu Vinh Môn, vậy điều kiện thứ nhất của tôi chính là dù sau này có chuyện gì xảy ra, đệ tử Vinh Môn đều không được trở thành kẻ địch của nhà họ Lý. Bạn bè của nhà họ Lý chính là bạn bè của Vinh Môn. Kẻ địch của nhà họ Lý cũng là kẻ địch của Vinh Môn. Lời cậu Lý nói cũng là với Vinh khoái đao tôi nói. Mọi người có làm được không?
Làm được, các đệ tử Vinh Môn đồng thanh kêu lên. Sư phụ Vinh gật đầu, được, tôi sẽ nói điều kiện thứ hai. Vinh Môn là môn phái ngầm trong giang hồ, trước đây xã hội loạn lạc, dân chúng lầm than, để tồn tại, chúng ta phải trộm cắp, đây là việc bất đắc dĩ. Tuy rằng sư tổ Vinh Môn năm xưa đặt ra rất nhiều quy củ, nhưng trong mắt mọi người, chúng ta vẫn luôn là kẻ trộm cướp. Tôi muốn hỏi mọi người, nghe thấy lời này, trong lòng mọi người có thấy khó chịu không? Tổ tiên truyền cho chúng ta tay nghề, không phải để chúng ta bắt nạt người dân và làm ăn trộm ăn cắp. Mục đích của Vinh Môn chúng ta là cướp của người giàu chia cho người nghèo, là phục vụ lợi ích chung. Thời đại loạn lạc phải tìm đường kiếm sống, thời đại thịnh vượng phải hưởng thái bình. Hiện giờ là thời đại thịnh vượng, lại có nhân vật thần tiên như cậu Lý dẫn dắt chúng ta tiến về phía trước, chúng ta cũng nên dũng cảm đổi mới, thay hình đổi dạng. Sư phụ Vinh, ngài nói đi, ngài muốn chúng tôi làm gì? Rất đơn giản, sau khi Vinh Môn cải cách, giang hồ cập bờ, sau này Vinh Môn chúng ta cũng muốn kinh doanh, cũng muốn có tài sản. Nhưng chúng tôi chỉ biết chơi giao chứ không biết tạo ra của cải. Sư phụ Vinh cười nói, chỉ cần chơi giao là được rồi. 36 nhà hàng lớn nhất thủ đô năm đó, nơi nào không có đầu bếp Vinh Môn chúng ta? Chẳng phải hiện giờ tôi đang là đầu bếp nhà họ Lý sao? Đương nhiên, sự thật là chúng ta không thể làm ăn nên càng phải dựa vào nhà họ Lý. Tôi đã nói với cậu Lý đã đồng ý sau này sẽ giúp đỡ Vinh Môn chúng ta, phân tài sản cho chúng ta. Còn chúng ta, nên chơi giao thì cứ chơi giao, phải là đầu bếp thì cứ làm đầu bếp là được. Sư phụ Vinh, chúng tôi đều nghe lời ngài. Môn chủ, chúng tôi nghe ngài. Sư phụ Vinh lại nói, sau này mọi người cũng đừng gọi tôi là môn chủ, tôi lại không kinh doanh, không ngồi ghế xếp gia hộ, tôi còn làm đầu bếp ở nhà họ Lý. Tôi là trẻ mồ côi từ khi còn nhỏ, không tên không họ, sư phụ thu nhận tôi, đặt tên tôi theo tên Vinh Môn, gọi là Tiểu Vinh. Sau này, đao pháp của tôi có chút thành tựu, mới có biệt danh là Vinh Khoái Đao. Mọi người vẫn có thể gọi tôi là sư phụ Vinh như trước, hoặc gọi là Tiểu Vinh cũng được. Hiện giờ tôi đi theo nhà họ Lý, mọi người cũng có thể gọi tôi là Lý Tiểu Vinh. Sư phụ Vinh nói xong liền cười lớn. Mọi người cũng cười rộ lên. Cứ như vậy, sư phụ Vinh đã đặt ra hai quy định, trở thành người đứng đầu tân Vinh Môn ở thủ đô. Vinh Khoái Đao trở thành Lý Tiểu Vinh, tất nhiên điều này không có nghĩa là sư phụ Vinh thực sự đổi họ thành họ Lý, mà chỉ thể hiện quyết tâm trung thành với nhà họ Lý. Cái tên Lý Tiểu Vinh cũng đã trở thành một huyền thoại của Vinh Môn trong giang hồ. Đương nhiên đây là chuyện sau này, lúc này tân Vinh Môn vừa mới thành lập, cũng chỉ có mấy chục người như vậy, còn đứng ở tổng đàn của Yếu Môn. Có người đề nghị, sư phụ Vinh, Vinh Môn chúng ta cũng không có tổng đàn, không thì chiếm lấy nơi này và biến nó thành của mình được không? Người khác lại nói, các người xem, ở đó có một tế đàn, rất thích hợp để thờ cúng sư tổ và sư phụ Nhất Đao Xuân. Có trời đất làm chứng, mời sư phụ Vinh làm môn chủ. Tất cả mọi người đều đồng ý. Nhưng vào lúc này, một cơn gió không biết từ đâu thổi tới, âm thanh vù vù. Những lá cờ trên tế đàn trong sân tung bay ào ào trong gió, rồi một giọng nói vang lên. Ôi, thật là náo nhiệt, các người quấy rối tế đàn của tôi, còn muốn sống sót ra ngoài sao? Sư phụ Vinh đột nhiên kinh hãi, nhìn về phía tế đàn. Chỉ thấy lá cờ đón gió vài lần kia cuốn về phía bọn họ. Lúc đám người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sư phụ Vinh đã bộc phát, cả người vọt tới như mũi tên. Ông ta vẫy tay, cây đao vừa rồi bị vứt trên mặt đất liền bay đến trong tay ông ta vèo một cái. Đao quang lóe lên. Sư phụ Vinh xuyên qua lá cờ yêu dị phấp phới kia. Cả người ông ta đứng vững, lá cờ sau lưng đã bị cắt thành từng mảnh vỡ, đón gió mà bay. Như lá cây rơi xuống đầy trời. Nhưng mà, giọng nói dữ tợn kia lại vang lên. Ha ha ha, đao nhanh thật đấy. Đáng tiếc, đao của ông không có tác dụng gì với tôi cả. Giọng nói còn chưa dứt, chỉ thấy trong những miếng vải rách đang bay đầy trời kia hiện ra ánh sáng đỏ rực, hóa ra là những chữ cái viết trên lá cờ đang nhúc nhích giống như những con sâu. Bỗng nhiên, ánh sáng đỏ nổ tung, hóa thành một đám xương đỏ che khuất bầu trời. Tạo ra một cái mái vòm đỏ như máu trên bầu trời. Cả tòa nhà đều trở nên đỏ rực, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Khói vàng trên tế đàn cũng thay đổi thành màu đỏ.
vải đỏ xốc lên, một người đi ra từ bên trong, da thú quấn quanh hông, đỉnh đầu cắm lông vũ, trên mặt bôi chét thuốc màu trắng và màu đỏ. Đây là một vu sư chân chính. Ông ta mở rộng hai tay ra vung vẩy, trên cổ tay đeo một chuỗi vòng không biết làm từ cái gì, phát ra tiếng vang chói tai. Âm thanh hòa quyện với nhau giống như ngàn vạn mũi tên đâm vào trong lòng mọi người. Mọi người ôm ngực ngồi xuống. Sư phụ Vinh đứng ở nơi đó, bàn tay cầm đao không ngừng run rẩy. Ông ta đứng rất gần người kia, nhưng ở giờ phút này, vậy mà ông ta lại không có cách nào rút đao ra. Trang viên mà đệ tử Tần Môn bao chọn để chúc thọ cho Tần gia cực kỳ lớn, chỉ riêng bãi đỗ xe đã có 4 cái. Lúc đội xe nhà họ Lý đi tới, trong bãi đỗ xe P4 ngoài trang viên đã đậu đầy xe. Bảo vệ nói cho bọn họ chỉ có chủ xe của đội xe mới có thể tiến vào trang viên, mà đám vệ sĩ của đội xe chỉ có thể dừng ở P4. Cho nên nơi này chẳng những đậu đầy xe, cũng đứng đầy người. Những người này đều vênh váo tự đắc, còn so sánh khí thế với nhau để thể hiện thực lực của nhà chủ mình. Đội ngũ vệ sĩ cực kỳ có thể diện mà ông chủ Vương dẫn đến cũng chỉ có thể ở lại đây. Ông chủ Vương ngồi vào ghế điều khiển Rolls-Royce, quản gia Hầu ngồi sang ghế lái phụ, chỗ ngồi phía sau là Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình. Bảo vệ dẫn đội xe của bọn họ tiến vào bãi đỗ xe P3 của trang viên. Sau khi đỗ xe, đi xuống mới phát hiện bãi đỗ xe này vẫn còn cách tòa nhà chính của trang viên rất xa, bên trong còn có một bãi đỗ P2 cách lầu chính gần một chút, mà P1 thì nằm ngay ngoài cửa lớn nhà chính, xuống xe là có thể trực tiếp vào cửa. Ông chủ Vương muốn lái xe đến P1, lại bị bảo vệ ngăn cản. Bảo vệ nói lần này có quá nhiều người đến mừng thọ, thế ra hào môn ở thủ đô đều tới, căn bản không thể tùy tiện đỗ xe được, cho nên mới phân chia ra theo cấp bậc gia tộc, thế ra hạng 3 phải đỗ xe ở bãi đỗ P3, thế ra hạng 2 mới có thể đến P2, về phần P1, chỉ có 4 gia tộc lớn ở thủ đô và mấy vị khách quý đặc biệt mới có thể vào đó. Hơn nữa gia tộc cũng cho phép để nhiều xe đỗ ở P2 và P1, nói cách khác, bọn họ muốn dẫn theo bao nhiêu người cũng được. Nhà họ Lý mấy người là gia tộc hạng 3, cho nên chỉ có thể để một chiếc xe đi vào, dừng ở P3, bảo vệ nói. Ông chủ Vương nghe xong liền giận dữ, túm lấy cổ áo bảo vệ, hầm hừ nói, nhà họ Lý là gia tộc hạng 3. Ăn nói linh tinh cái gì đấy, có tin tao làm thịt mày không? Bảo vệ nói, tôi chỉ là bảo vệ, làm việc theo quy định của chủ nhà, ông có nói tôi cũng vô dụng. Ông chủ Vương giơ tay lên, lòng bàn tay đã đỏ rực. Bảo vệ đột nhiên cảm thấy rất nóng, nhiệt độ không khí xung quanh lập tức tăng lên, giống như đột nhiên tiến vào giữa hè, mồ hôi tuôn như mưa. Hầu Thất Quý nhíu mày, nhưng không ngăn cản. Lý Dục Thần nhìn quanh trang viên rộng lớn, nói, được rồi, đừng làm khó bảo vệ, thế ra hạng 1 hay thế ra hạng 3, không phải chỉ xem chỗ đỗ xe thôi sao. Đi thôi, hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm, vừa vặn có thể tản bộ. Ông chủ Vương buông bảo vệ ra, vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, còn nhẹ nhàng phủi phủi cổ áo của bảo vệ. Bảo vệ nhìn bọn họ rời đi, chợt thấy nhiệt độ không khí lại khôi phục bình thường, nhưng quần áo anh ta đã ướt đẫm mồ hôi, vô cùng khó chịu. Trên sân thượng mái nhà tòa nhà chính ở nơi xa, Tần Thụ Nghĩa và Tôn Trường Hải đang dựa vào lan can, nhìn về phía bãi đỗ xe P3. Đã sớm có người báo cáo Lý Dục Thần đến với bọn họ, trên thực tế, mọi hành động của nhà họ Lý đều nằm trong sự giám sát của bọn họ. Trông thấy Rolls-Royce dừng lại, 4 người nhà họ Lý đi bộ ra khỏi bãi đỗ xe, Tần Thụ Nghĩa nở nụ cười. Trường Hải, uổng cho ông nghĩ đến việc dùng phương pháp như vậy để thăm dò. Xem ra Lý Dục Thần cũng chỉ đến thế mà thôi. Tôn Trường Hải cười lạnh một tiếng, hừ hừ, tôi vốn muốn chờ bọn họ gây chuyện rồi mới để cho bọn họ đến bãi đỗ xe P2, như thế sẽ có thể chứng minh chúng ta rộng lượng, bọn họ hẹp hòi. Không nghĩ tới vậy mà cậu ta lại không gây chuyện. Cho dù có gây chuyện hay không thì ở trước mặt các thế gia thủ đô, chắc chắn nhà họ Lý đã mất hết mặt mũi rồi. Bố nuôi, ông Tôn, hôm nay tuyệt đối không thể buông tha cho tên họ Lý kia, Vinh Quảng Kiệt ở bên cạnh nói. Tần Thụ Nghĩa nói, yên tâm đi, Quảng Kiệt, mối thù của con nhất định bố sẽ báo thù cho con. Ông Tôn đã sắp xếp xong xuôi rồi, con cứ chờ xem, sẽ không để con phải chờ quá lâu đâu. Hãy để lại Lý Dục Thần cho con. Con muốn tự tay làm thịt anh ta,
Vinh Quảng Kiệt cắn răng căm hận nói, còn có ả đàn bà họ Lâm kia nữa, không chơi chết cô ta, con khó mà xả được mối hận trong lòng. Tần Thụ Nghĩa cười ha ha một tiếng, đều tùy con, sau đó ông ta lại nói với Tôn Trường Hải, Trường Hải, bên kia đã sắp xếp xong hết chưa? Sẽ không bị tên họ Lý nhìn thấu đấy chứ? Từ đầu đến cuối tôi vẫn có chút không yên lòng với tên họ Lạc kia. Họ Lạc vốn chỉ là một quân cờ thôi, trong ánh mắt của Tôn Trường Hải lộ ra vẻ vô cùng tự tin, tôi còn có vũ khí bí mật của tôi nữa. Ồ, vũ khí bí mật gì mà ngay cả tôi cũng không biết, Tần Thụ Nghĩa hiếu kỳ nói. Tôn Trường Hải thần bí cười, nói ra, Baia đã rời núi, đang ở ngay thủ đô. Đương nhiên tôi biết Baia đã rời núi, Tần Thụ Nghĩa nghi hoặc nhìn ông ta một chút, không tiếp tục hỏi nữa. Vinh Quảng Kiệt hiếu kỳ nói, Baia là ai? Đại Vu Tát Mãn, Phan Vân Long vẫn đứng bên trên nói, danh xưng là Vu Pháp Vô Thiên. Chấm. Trang viên này chiếm diện tích cực lớn, là kiểu trang viên trong rừng phương Bắc điển hình, mặc dù không đẹp bằng những trang viên ở Cô Tô Giang Nam, nhưng lại có vẻ khí thế hơn. Lý Dục Thần đi trên con đường dẫn đến nhà chính, thần thức bay ra xa, vòng vo giữa núi rừng, nói, lão hầu, phong thủy của nơi này không tệ, là sản nghiệp của Tần Môn sao? Hầu Thất Quý nói, trên danh nghĩa thì không phải, nhưng trên thực tế chính là của Tần Thụ Nghĩa, nếu không ông ta sẽ không chọn chỗ này. Tìm cơ hội mua lại nơi này đi, Lý Dục Thần nói. Hầu Thất Quý cũng không hỏi nhiều, chỉ đáp một tiếng, vâng. Ông chủ Vương ngẩng đầu nhìn trang viên rộng không thấy điểm cuối, bĩu môi, nhớ tới hơn nửa năm trước tên nhóc này vẫn còn lau bàn quét rác trong một quán ăn nhỏ ở thành phố Hòa, cảm thấy có chút mộng ảo. Một trang viên lớn như thế, nói mua liền mua, giống như không cần hỏi xem đối phương có đồng ý hay không, đây là bá đạo cỡ nào chứ? Đương nhiên Hầu Thất Quý cũng hiểu được ý của Lý Dục Thần. Căn nhà của họ Lý tuy tốt, nhưng ở trong thủ đô vẫn hơi nhỏ một chút, về sau nhà họ Lý mở rộng quy mô, chắc chắn sẽ không đủ dùng. Bốn gia tộc lớn ở thủ đô, nhà ai mà không có đại trang viên ở ngoại ô thủ đô đâu. Bọn họ đang đi trên đường, đằng sau xuất hiện một đội xe bốn chiếc, đều là xe sang, vô cùng khí thế. Dưới sự so sánh, mặc dù xe của Lý Dục Thần cũng không kém, nhưng so về khí thế lại yếu đi rất nhiều. Đội xe vượt qua bọn họ, lại dừng ở cách đó không xa. Cửa xe mở ra, một đoàn người đi xuống, đi tới. Cậu Lý. Người tới là Na Nhữ Bình, hóa ra là đội xe của nhà họ Na. Cậu đi đâu vậy? Lý Dục Thần cười nói, bảo vệ nhà người ta nói nhà họ Lý của tôi là gia tộc hạng 3, phải đỗ xe ở bãi đỗ P3, chỉ có thể đi bộ đi vào. Na Nhữ Bình lấy làm kinh hãi, cả giận nói, lẽ nào lại như vậy? Tôi sẽ đi nói với bọn họ. Sau đó lập tức muốn đi tìm người để cãi nhau. Lý Dục Thần nói, cần gì chứ, đi bộ thì đi bộ thôi, tôi chẳng quan tâm. Hạng 3 hay hạng 4, bọn họ có thể quyết định được sao? Na Nhữ Bình hổ thẹn nói, cậu suy nghĩ phóng khoáng, tôi cảm thấy không bằng. Nếu cậu không ghét bỏ, tôi sẽ đi cùng với cậu. Lý Dục Thần mỉm cười, không phản đối. Na Nhữ Bình vội vàng phất tay ra hiệu ra đám thuộc hạ, mau, mấy người mau đỗ xe ở P3 đi, sau đó đi bộ vào trong. Đám người nhà họ Na vội vàng lái xe đi P3, sau khi đậu xe xong thì đi theo từ phía xa. Ông cụ nhà mấy người không đến à, Lý Dục Thần không nhìn thấy Na Hi Nghiêu, hiếu kỳ hỏi. Từ đầu đến cuối Na Nhữ Bình vẫn đi sát đằng sau Lý Dục Thần nửa bước, cười nói, bây giờ tôi là gia chủ, những chuyện như thế này, tôi ra mặt là đủ rồi, sức khỏe ông cụ không tốt, cho nên cũng không đến tham gia náo nhiệt. Lý Dục Thần gật đầu. Lúc này lại có một đội xe đi tới, lúc đi ngang qua bên cạnh bọn họ cũng ngừng lại. Người xuống xe là Sở Giao của nhà họ Sở. Sở Giao mặc một bộ lễ phục yến hội, so sánh với lúc gặp ở cửa hàng xe thì ít đi mấy phần già dặn, nhiều hơn mấy phần đoan trang quyến rũ. Cậu Lý, Na gia chủ, Sở Giao hô, hai người đang tản bộ sao? Lý Dục Thần nói, gia tộc hạng 3, chỉ có thể đi bộ thôi. Sở Giao sững sờ, chợt cười một tiếng, nếu nhà họ Lý là gia tộc hạng 3, vậy thủ đô sẽ không còn hạng 2 nữa. Nếu cậu và Na gia chủ đã đi bộ cùng nhau, vậy tôi sẽ đi cùng với phu nhân vậy. Nói rồi,
Cô ta cũng bảo người trong gia tộc đi đỗ xe ở bãi đỗ P3, mình thì đi đến khoác tay Lâm Mộng Đình, chậm rãi đi về phía trước. Một màn này cũng bị người của nhà họ Bạch đã sớm đỗ xe ở bãi đỗ P1 trông thấy. Bạch Kính Đình không nghĩ nhiều, nhưng Bạch Ngũ Gia đứng bên cạnh Bạch Kính Đình lại nhắc nhở, Kính Đình, nhà họ Lý đỗ xe ở P3, chúng ta đỗ ở P2, có phải không tốt lắm hay không? Hay là chúng ta cũng đến P3 đi? Ở cửa của tòa nhà chính của trang viên đã có không ít gia chủ của các gia đình giàu có, quyền lực của thủ đô tụ tập. Bọn họ không dám vào trong nhà là vì người của tứ đại gia tộc vẫn chưa có một ai tới. Phan Vân Long đại đệ tử của Tần Môn dẫn theo đệ tử của Tần Môn bước ra ngoài cửa, nhiệt tình chào hỏi mọi người, mời mọi người vào trong nhà. Hôm nay là ngày mừng thọ của Tần Thụ Nghĩa nên đương nhiên ông ta không cần phải đích thân ra cửa đón khách. Lúc này, ông ta còn đang đứng trên sân thượng với Tôn Trường Hải, tựa người vào lan can, dõi mắt nhìn đằng xa. Hừ, nhà họ Na lại đậu xe ở P3 giống nhà họ Lý, có lý nào lại như vậy chứ, Tần Thụ Nghĩa cả giận nói. Tôn Trường Hải cười nói, nhà họ Na đã dựa vào nhà họ Lý từ lâu rồi, bọn họ làm vậy cũng không có gì bất ngờ. Trong số 4 đại gia tộc, nhà họ Na là yếu nhất. Nếu không phải bọn họ có thân phận là con cháu của hoàng tộc thì chưa chắc đã có thể lọt vào top 10 gia tộc đứng đầu ở thủ đô, Tần gia để ý tới bọn họ làm gì. Hàng lông mày của Tần Thụ Nghĩa giãn ra, ông ta đang định nói gì đó thì chợt thấy một đoàn xe rất dài chạy từ một con đường khác tới, đã sắp đi tới cửa chính. Nhà họ Vương đến rồi. Đi nào, chúng ta xuống dưới đó chào bọn họ. Tần Thụ Nghĩa và Tôn Trường Hải quay người đi xuống dưới tầng. Nếu là gia tộc khác thì bọn họ có thể mặc kệ nhưng tứ đại gia tộc tới đây, Tần Thụ Nghĩa bắt buộc phải ra ngoài đón tiếp. Tần Thụ Nghĩa đi ra tới cửa ra vào, mỉm cười chào hỏi những người đang đứng chờ ngoài cửa. Xin chào mọi người có thể tới được đây khiến Tần Thụ Nghĩa tôi vô cùng cảm kích. Chúc Tần gia mọi chuyện thuận lợi, trẻ mãi không già. Tần gia vừa nói vừa hướng tầm mắt nhìn về phía đoàn xe đang chạy trên đường đã gần tới đây. Mọi người đều biết đó là đoàn xe của nhà họ Vương. Tần gia không xuống đây để đón tiếp bọn họ mà là đón tiếp nhà họ Vương. Đoàn xe của nhà họ Vương đã sắp tới bãi đậu xe P1 không hiểu sao lại chợt dừng lại ở ven đường. Mọi người thấy vậy không khỏi buồn bực. Xe bị hỏng à? Tần Thụ Nghĩa nói, chúng ta qua đó xem thử xem sao. Mọi người đang định đi lại đó thì đoàn xe của nhà họ Vương lại bất ngờ quay đầu. Thế là sao? Sao lại bỏ đi? Tần Thụ Nghĩa cũng sửng sốt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vị trí của tòa nhà chính cao hơn xung quanh một chút, đứng ở chỗ không bị những tán cây lớn che khuất tầm mắt có thể phóng mắt nhìn ra rất xa. Có người hoảng sợ nói, sao bọn họ lại tới P2? Lại có người nói, không đúng, bọn họ tới P3. Bọn họ xuống xe rồi, ôi, đó chẳng phải là Vương Tứ Gia hay sao? Xem kìa, ông ấy đang chạy đuổi theo ai vậy? Hình như là cậu Lý nhà họ Lý, bọn họ được xếp ở bãi đậu xe hạng 3, đang đi bộ tới đây. Người nhà họ Lý đông thật đấy, cả đoàn người trùng trùng điệp điệp. Đâu ra mà nhiều, nhiều là người nhà họ Na đấy. Vừa rồi lúc tới đây tôi có trông thấy nhà họ Na cũng đậu xe ở P3, đi bộ chung với cậu Lý. Cả nhà họ Bạch nữa, vốn bọn họ được đậu xe ở P2 nhưng thấy nhà họ Lý đi bộ nên bọn họ cũng xuống đi bộ theo, còn xe thì đậu hết ở P4. Mấy ông có nhìn thấy hai người phụ nữ kia không? Người đi bên trái có phải là cô con gái cả của nhà họ Sở không nhỉ? Đúng rồi, thế còn người đi bên phải là ai? Còn phải hỏi nữa sao, đương nhiên là vợ của cậu Lý rồi. Ồ, nhà họ Na, nhà họ Sở. Nhà họ Vương đều đi bộ cùng nhà họ Lý, xe thì đều đậu ở P3, xe của nhà họ Bạch còn đậu ở P4, chúng ta ở đây có phải là không được hay không? Không được, tôi phải đi đánh xe qua P4 đậu thôi. Đúng đúng đúng, tứ đại gia tộc và nhà họ Lý đậu ở P3 thì chúng ta chỉ có thể đậu ở P4 thôi. Các ông đậu ở P4 thì chẳng lẽ tôi phải đậu ở P5 ư? Nhưng mà ở đây làm gì có P5? Được rồi. Vậy không cần P5 nữa, chúng tôi sẽ đậu ở lề đường. Chấm. Mọi người đua nhau ông nói một câu, tôi nói một câu, vừa đi vừa nói, chỉ thoáng chốc, hơn một nửa số người ở cửa ra vào đều đã tản đi hết.
mấy người còn đứng lại đây thấy tình hình không ổn, vội chắp tay lại Tần gia, "Tần gia, xin ông đi vào ngồi nghỉ một lát đã, chúng tôi cũng đi đổi chỗ đậu xe." Rất nhanh, vườn hoa ở chỗ cửa của tòa nhà chính vốn đang náo nhiệt là vậy bỗng chốc vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn lại đám đệ tử của Tần Môn. Tần Thụ Nghĩa tái mét mặt, tức run người, vung tay lên tung trưởng, trưởng lực đi đến đâu như rồng cầy đất tới đó, tạo thành một con đường rộng 2 mét, sâu nửa mét, đánh vỡ vụn một pho tượng đá sáp ong cao bằng thân người cách chỗ ông ta đứng khoảng chừng 30 mét. Đám đệ tử Tần Môn đứng sau lưng ông ta giật mình hoảng sợ. Bọn họ đều biết Tần gia là tông sư sách môn nhưng chưa bao giờ thấy Tần gia tung ra hết toàn lực. Ngay cả đại đệ tử Phan Vân Long cũng kinh ngạc, nói, sư phụ, công lực của người càng ngày càng thâm hậu. Với công lực của người thì muốn dạy cho Lý Dục Thần một bài học chỉ là chuyện nhỏ. Tôn Trường Hải cười nói, các cậu thì biết gì, sở trưởng mạnh nhất của Tần gia không phải là võ đạo mà là quỷ thủ. Nếu kết hợp giữa quỷ thủ và sức mạnh của tông sư thì dù người đứng đầu võ đạo là Tiêu Sinh tới đây cũng chưa hẳn đã là đối thủ của Tần gia. Những chiếc xe ở đằng xa không ngừng dịch chuyển, bãi đậu xe P2 gần như trống không. Bãi đậu xe P3 chỉ có mười mấy chiếc, còn bãi đậu xe P4 ở bên ngoài thì đã hết chỗ, xe đậu nối đuôi nhau ở lề đường, kéo dài hơn một cây số trên con đường cái bên ngoài trang viên. Còn đội ngũ đi bộ ở trong trang viên thì càng ngày càng đông đảo. Tôn Trường Hải nói, Tần gia, bên ngoài gió lớn, chúng ta đi vào trong thôi. Mặt Tần Thụ Nghĩa xa sầm lại, mắt lóe lên ánh sáng lạnh, ông ta nói, không cần, chúng ta đứng đây đón, tôi muốn xem có bao nhiêu người ở thủ đô sẵn lòng đi theo nhà họ Lý. Chấm. Vương Bách Thuận phải co cẳng chạy mới đuổi kịp được Lý Dục Thần. Cậu Lý, cậu Lý. Ồ, tứ gia, sao ông lại chạy tới đây? Lý Dục Thần cười hỏi. Cậu Lý đi bộ, tôi phải chạy, không là sẽ bị tụt lại phía sau, Vương Bách Thuận thở phì phò, cười to đáp. Lý Dục Thần hiểu ý của Vương Bách Thuận, anh thực sự thấy bất ngờ vì nhà họ Vương lại có thể từ bỏ lòng kiêu ngạo của mình. Gia chủ của nhà họ Vương không tới à? Xem ra địa vị của tứ gia ở nhà họ Vương càng ngày càng cao rồi, Hầu Thất Quý nói. Đâu có, Hầu gia nói đùa. Tôi đâu dám thay mặt cho nhà họ Vương, hôm nay người đại diện cho nhà họ Vương là cháu tôi. Vương Bách Thuận nói xong bèn gọi Vương Sùng Ngọc cậu chủ nhà họ Vương vừa mới đuổi kịp bọn họ lại gần, giới thiệu cho Lý Dục Thần làm quen. Vương Sùng Ngọc vẫn còn khá ít tuổi, chỉ mới ngoài 30, tính cách ôn hòa, lịch sự, sau khi chào hỏi Lý Dục Thần xong thì quay qua chào hỏi bọn Sở Giao, Bạch Kính Đình. Vậy là, ba trong số bốn đại gia tộc của thủ đô là nhà họ Vương. Nhà họ Na, nhà họ Sở cứ thế đi bộ cùng với Lý Dục Thần. Còn sau lưng bọn họ là một đám đông đen đặc, tất cả đều là những nhân vật quan trọng hoặc là gia chủ của các gia đình giàu có, quyền quý của thủ đô. Con đường lớn dẫn tới tòa nhà chính của trang viên bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên. Lý Dục Thần đi đầu đoàn người, đương nhiên cũng trở thành người đứng đầu các gia đình quyền quý của thủ đô, thấp thoáng khôi phục lại oai phong của gia đình đứng đầu thủ đô năm nào. Mọi người nhanh chóng đi tới tòa nhà chính. Tần Thụ Nghĩa, Tôn Trường Hải và đám đệ tử Tần Môn đã đứng chờ sẵn ở đó. Tần Thụ Nghĩa chuyển sang khuôn mặt tươi cười, chắp tay chào mọi người rồi nói to, quý vị tới đây là vinh dự của nhà tôi, xin được hoan nghênh tất cả các vị. Ông ta chỉ liếc nhìn Lý Dục Thần một cái rồi lập tức nhìn sang mấy nhà họ Vương, họ Sở, họ Na. Thế nhưng ngoài Vương Bách Thuận ra, người đại diện cho mấy nhà kia tới đây đều là người trẻ tuổi, còn Vương Bách Thuận thì chỉ được mỗi cái bối phận là cao chứ thực ra địa vị trong gia tộc lại hết sức tầm thường. Thấy vậy, Tần Thụ Nghĩa lập tức thay đổi sắc mặt. Ba nhà này cứ như thể đã giao hẹn trước với nhau, rõ ràng là đang tỏ thái độ không muốn dính líu vào chuyện giữa Tần Môn và nhà họ Lý lần này nên chỉ sai bọn hậu bối tới tham dự. Còn nhà họ Tiêu thì thậm chí không cử một ai tới dự. Tần gia. Chúc mừng mọi điều thuận lợi, ha ha ha, Vương Bách Thuận tiến lên nói. Tứ gia khách khí, Tần Thụ Nghĩa đáp lễ, sao không thấy anh Bách Giang tới? Ôi chao, vốn là anh cả tôi muốn đích thân tới, Vương Bách Thuận tỏ ý xin lỗi, nhưng anh ấy bị dương tính lại lần hai nên không thể đi được, đành bảo tôi và cháu cả của tôi đại diện cho nhà họ Vương tới chúc thọ ông. Sở Giao cũng tiến lên nói, Tần gia, bố tôi cũng bị dương tính lại lần hai. Cổ họng đau rát,
không nói chuyện được nên bảo tôi thay mặt nhà họ Sở tới tặng quà mừng cho Tần gia. Chúc Tần gia thọ tỷ Nam Sơn. Na Nhữ Bình sai người mang quà tới, chắp tay nói với Tần gia, Tần gia, vốn dĩ bố tôi cũng muốn tới nhưng ông ấy cũng bị dương tính lại lần hai. Tần Thụ Nghĩa đứng tại chỗ, không nghe lọt nổi gì vào tai nữa, chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng tựa như núi lửa sắp phun trào. Trong sân tràn ngập màu đỏ máu, mọi người dường như đang tắm mình trong biển máu. Chung quanh là áp lực vô tận, ngay cả hít thở cũng cực kỳ nặng nhọc. Phu sư Baya giang rộng hai cánh tay, rung rung cổ tay, chiếc vòng bạc đeo trên cổ tay liên tục phát ra âm thanh chói tai như thể tiếng gầm rú của những u hồn tới từ thời viễn cổ. Sư phụ Vinh chật vật tiến lên trước một bước, bàn tay cầm đao không ngừng run rẩy. Đôi mắt trên khuôn mặt quế thuốc màu của Baya tựa như mắt của chim ưng nhìn chằm chằm sư phụ Vinh, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng biến thành sự hung ác, nham hiểm hơn nữa. Ui chà, manh đột la nha. Cổ họng Baya phát ra một vài âm thanh kỳ quặc, lồng ngực rung lên như thể đang hát một bài chú ngữ cổ xưa, hoặc như tiếng kêu của một loài động vật thần bí nào đó. Hừ ba la mị. Sư phụ Vinh vừa mới co được chân lên đã lại phải đặt xuống. Ông ta vẫn cố gắng co chân lên một lần nữa. Ông ta nhất định phải tới gần thêm một chút nữa, phải gần thêm một chút nữa thì mới có thể vung đao lên chém. Dưới loại áp lực này, cùng lắm ông ta chỉ có thể chém được một nhát đao. Cho nên ông ta nhất định phải kết thúc cuộc chiến trong chỉ một nhát chém, nếu không ông ta sẽ thua, sẽ chết, toàn bộ anh em trong Vinh môn đều sẽ chết. Sư phụ Vinh chật vật nhấc chân lên một lần nữa. Cơ bắp toàn thân dường như nhũn ra, không còn sức lực, đùi như thể bị cột một khối đá nặng ngàn cân, máu trong người như bị rót trì. Ánh sáng màu máu che mờ tầm mắt của ông ta, bóng dáng Baya trở nên mơ hồ. Đôi chân co lên giữa không trung không còn hạ xuống nữa. Bước đi này như thể vượt qua ngàn dặm xa xôi. Baya bật cười như quỷ dữ. Người phàm nhỏ nhoi cũng dám múa đao trước mặt thần linh ư. Bỏ xuống. Cánh tay của sư phụ Vinh run lên, cây đao rơi khỏi tay, đáp xuống đất, kêu choang một tiếng. Quỳ xuống. Baya cất giọng một lần nữa. Sư phụ Vinh cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ đánh vào đầu gối của ông ta, làm hai chân ông ta mềm nhũn, đầu gối chỉ muốn khuỵu xuống đất. Ông ta cắn răng, ấn đan điền xuống, eo đột ngột thắt lại, trước khi đầu gối chạm đất, ông ta ngửa người ra sau, hãm cơ thể đang trên đà quỳ xuống lại, ngã ngửa ra đất. Sư phụ Vinh cảm giác thắt lưng của mình đã gãy, đan điền dường như đã vỡ vụn. Lần này, ông ta đã hao sạch gần hết công lực cả đời mình. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn mái vòm màu máu trên nóc nhà, không còn sức nhúc nhích nữa, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi cái chết. Baya bước những bước đi kỳ cục, lắc lư cơ thể như một con tinh tinh đi tới chỗ sư phụ Vinh. Ông ta nhìn sư phụ Vinh ở bên dưới, người phàm nhỏ nhoi, thần sẽ mang hồn phách của ông đi. Để ông được bất tử. Nói rồi, ông ta vươn hai tay ra, lòng bàn tay hướng về phía sư phụ Vinh. Baya ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát sư phụ Vinh như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Tay sư phụ Vinh bỗng nhúc nhích. Ánh sáng trắng lóe lên, 10 ngón tay trên hai bàn tay mà Baya duỗi ra rụng xuống. Baya hoảng sợ nhìn hai tay mình, chỗ 10 ngón tay rụng xuống, máu tươi tí tách chảy ra. Sư phụ Vinh cười. Đây là đòn cuối cùng của ông ta. Toàn bộ sức mạnh đã được dồn hết vào tay trái của ông ta, ngón tay giữa giấu một lưỡi dao mỏng như cánh ve. Tiếc là Baya vẫn còn cách hơi xa một chút nên chỉ có thể chém đứt ngón tay của ông ta mà thôi. Có điều vậy là đủ rồi. Hôm nay, ông ta đã giết Lưu Vân Phong của Tần Môn, giết Lương Kim của Yếu Môn, đánh Vu Sư Tán Mãn Baya bị thương. Chiến công của ông ta đã huy hoàng lắm rồi. Những chuyện sau này nằm ngoài tầm tay của ông ta. Á! Baya giận dữ gào lên. Một lúc lâu sau, ông ta mới ngừng la hét. Đao của ông đúng là rất nhanh, bất ngờ nhất là đao ý của ông lại có kiếm ý của tiên gia, mau nói cho tôi biết, ai đã dạy ông? Sư phụ Vinh đã kiệt sức, ông ta thở dốc vài tiếng, nói, ông không xứng biết người dạy tôi là ai. Baya cười gằn, kẻ phàm trần nhỏ nhoi, ông cho rằng làm vậy là có thể làm tôi bị thương hay sao? Nói rồi, Baya duỗi bàn tay bị chém đứt ra,
lẩm nhẩm niệm chú ngữ khó hiểu. Những ngón tay đứt lìa rơi dưới đất bỗng bay lên, nối lại vào bàn tay của Baya, vết thương nhanh chóng liền lại bằng tốc độ có thể quan sát được bằng mắt thường, chẳng mấy chốc bàn tay đã hoàn toàn lành lặn. Baya có duỗi 10 ngón tay, cười to, tôi được thiên thần bảo vệ, đám phàm trần các ông sao có thể chống lại tôi. Mau nói khẩu quyết kiếm ý của ông cho tôi biết thì tôi sẽ cho ông được chết êm đẹp. Nếu không, tôi sẽ để linh hồn ông bị muôn vạn linh hồn khác cắn xé. Sư phụ Vinh nhổ một ngụm nước bọt, hừ, tên tà vu nhà ông mà cũng dám tự xưng là thần. Baya giận dữ, giỏi lắm, vậy thì tôi sẽ chiều theo ý ông, tôi rút được linh hồn của ông ra thì sẽ có cách làm ông nói kiếm quyết đao pháp cho tôi thôi. Nói rồi, Baya lộ vẻ hung dữ ra mặt, định bụng ra tay với sư phụ Vinh. Sư phụ Vinh kêu to, này tên kia, còn không ra đây là tôi chết thật đó. Baya sững sờ, đánh mắt nhìn bốn phía xung quanh, cười khẩy, ha ha, muốn dọa tôi à? Vô ích thôi, có huyết linh trận ngăn cản, không ai có thể tới cứu ông được đâu. Sư phụ Vinh mắng to, Hoàng Đại Tiên chết tiệt, chẳng qua 20 năm trước tôi chỉ tóm ông một lần thôi mà, ông định quá đáng như thế, mượn việc công trả thù riêng hay sao? Nếu ông còn không ra đây là tôi chết thật đó, tôi mà chết thì sau này lấy ai nấu cơm cho mọi người nữa? Ông ta vừa dứt lời, mặt đất bỗng bốc lên một luồng khói vàng. Sương mù bốc lên trời, mái vòm màu máu bỗng chốc bị bao trùm ánh sáng màu vàng. Ánh sáng trong sân cũng chuyển sang màu vàng ấm, áp lực vô tận như biển sâu cũng biến mất, bỗng chốc từ địa ngục biến thành nhân gian. Trong làn sương khói hiện ra một người mặc đồ cổ trang, không rõ là quan phục của triều đại nào, đầu đội chiếc mũ giữ ấm, tay cầm phất trần, dáng vẻ quan lại chẳng ra quan lại, đạo sĩ chẳng ra đạo sĩ, biểu cảm vừa nghiêm túc lại vừa pha lẫn đôi chút khôi hài. Tôi tới rồi đây, vừa rồi trên đường đi gặp phải một con gà cảnh nhãi nhép bị lạc đường nên tôi tiễn nó một đoạn đường, thành ra tới muộn, ngại quá đi. Tôi cóc tin ông đâu, sư phụ Vinh mắng, ông mà tới chậm một bước nữa là tôi ngủm củ tỏi rồi. Hoàng Đại Sơn trợn trừng mắt, 20 năm trước, nếu như bà cung mà tới chậm một bước thì tôi cũng chết rồi. Sư phụ Vinh bị vặc lại, không nói được gì. Baya giật mình vì luồng khói vàng bỗng nhiên xuất hiện, ông ta lùi lại mấy bước, hỏi, ông là ai? Ai ư, nhìn mà không biết à, Hoàng Đại Sơn cầm cây phất trần phủi phủi bộ quần áo đang mặc, nhìn cách ăn mặc của tôi là đủ biết rồi, tôi mới là thần tiên đích thực được người đời cung phụng, ông chỉ là một kẻ giả mạo mà thôi. Kẻ phàm trần nhỏ nhoi kia, mau đầu hàng đi, ông không đánh thắng nổi thần tiên đích thực đâu. Nghe thấy mấy chữ kẻ phàm trần nhỏ nhoi, sư phụ Vinh biết ngay là tên này đã tới từ lâu rồi, đưa con gà cảnh đi lạc về nhà chỉ là trò nói hưu nói vượn của ông ta. Mẹ kiếp, rõ ràng là ông đang trả thù tôi, sư phụ Vinh bực tức nói. Hoàng Đại Sơn cười hề hề, vậy coi như hai chúng ta hòa nhau nhé. Sư phụ Vinh nghe Hoàng Đại Sơn nói như vậy thì không so đo với ông ta nữa, bò dậy khỏi mặt đất, đứng dẹp qua một bên. Hoàng Đại Sơn nhìn Baya, cười hì hì nói, tiểu vu sư, đầu hàng hay là đánh với tôi đây, nói cho ông biết, đầu hàng là thua một nửa rồi nha. Baya sững sờ, thua một nửa là sao? Thua một nửa nghĩa là tôi tha cho ông một mạng, ông dập đầu nhận lỗi với tôi, tốt nhất là mang hai con gà mái mơ tới đây cho tôi, nghe nói ở thảo nguyên của các ông có loại gà rừng rất đẹp. Baya giận dữ, ông nằm mơ. Nói rồi, hai tay ông ta run lên, miệng niệm gì dầm một đoạn chú ngữ. Gió lạnh chợt nổi lên, một chiếc bóng màu tím sẫm loang ra dưới chân Baya. Baya chỉ tay một phát, một lá cờ trên tế đàn sau lưng bay lên, bay phấp phới trong gió. Chú văn trên lá cờ tỏa ra ánh sáng màu máu, tiếng vù vù rít lên giữa trời tựa như tiếng ngàn vạn quỷ hồn rên rỉ. Lá cờ máu tựa như thác nước lao về phía Hoàng Đại Sơn. Hoàng Đại Sơn phẩy cây phất trần trong tay, một luồng khói vàng dâng lên, bao lấy thác nước màu máu kia. Khuôn mặt bôi đầy thuốc màu của Baya lộ vẻ giật mình kinh ngạc. Ông ta kêu lên một tiếng kỳ dị đầy hung dữ, trong tay bỗng xuất hiện một chiếc sừng trâu, ông ta đưa sừng trâu lên miệng thổi. U. Tiếng tù và vang lên, toàn bộ lá cờ trên tế đàn bay lên, dàn hàng trên không trung,
mây đen cuồn cuộn kéo tới che khuất mặt trời. Trời chờ tối, chú văn màu máu lấp lánh trong những đám mây hóa thành những tia chớp màu đỏ chằng chịt. Bốn phía xung quanh tường nhà bỗng xuất hiện rất nhiều bóng đen, có bóng leo lên đầu tường, có bóng trôi nổi giữa không trung. Sư phụ Vinh trông thấy cảnh tượng này, không khỏi hít sâu một hơi. Vu sư này quả nhiên vô pháp vô thiên, dám sử dụng cả thuật chiêu hồn, gọi toàn bộ cô hồn dã quỷ xung quanh tới đây. Điều càng bất ngờ hơn nữa là, tuy nơi này là ngoại ô thủ đô nhưng cũng không quá xa xôi, lấy đâu ra nhiều cô hồn dã quỷ như vậy chứ? Những bóng ma trôi nổi, gió lạnh thổi từng cơn. Ba Ya bỏ cây tù và xuống, tung người nhảy lên tế đàn, giật tấm vải vàng xuống. Đằng sau tấm vải vàng là một chiếc trống lớn, Ba Ya cầm dùi trống, gõ mạnh vào mặt trống. Thùng một tiếng, trên trời rẹt rẹt tiếng sét, một tia chớp màu đỏ xé toạc tầng mây, bổ xuống, đánh về phía Hoàng Đại Sơn. Cảnh tượng rung chuyển đất trời này khiến ai nhìn thấy cũng giật mình, ớn lạnh. Tia sét tiếp đất, lập tức tắt ngúm. Tất cả những thứ bị nó đánh trúng đều cháy thành tro, chỉ để lại mùi khét lẹt. Ba Ya cười to, ha ha ha, thần linh đích thực hiển lộ uy phong, ô mộc thiếp giáng lâm đi, dùng sét thần và chớp giật rửa sạch nhân gian, cho kẻ phàm trần dám xem thường thần linh này chết đi. Cái thứ đồ chơi trẻ con này mà cũng xứng gọi là sét ư. Một âm thanh vang lên. Ba Ya hoảng sợ trông thấy tên ăn mặc áo quần kỳ quặc, sắc mặt vàng như tượng sáp ong kia vẫn còn đứng êm đẹp ở chỗ cũ. Ông, sao có thể? Sao lại không thể, cái sét thần kia của ông còn chẳng bằng quả giấm của tôi. Á! Ba Ya giận dữ, một tay thổi tù và, một tay gõ mạnh dùi trống. Tiếng tù và vang lên, u hồn chung quanh lao tới tấn công Hoàng Đại Sơn. Tiếng trống kéo theo tiếng sấm, trên bầu trời có mấy tia sét đâm toạc tầng mây, tia sét màu máu bổ xuống. Hoàng Đại Sơn bỗng nhiên xoay người, hẩy mông, đánh một quả giấm lên trời. Phịch một tiếng. Gió lạnh ngừng thổi, mây đen tan đi, sấm ngừng kêu, chớp tắt ngúm. Những tầng sóng xung kích loang rộng ra, u hồn trong sân lập tức tan biến. Chỉ còn lại ánh nắng ngập trời vàng ruộm chiếu xuống sân. Một quả giấm lại có thể xua tan mây, trả lại một ngày nắng đẹp. Ba Ya ngẩn người, vẻ khó tin lộ rõ qua nét mặt, như thể đã hóa thành tượng đá, một tay giơ dùi trống, một tay cầm kèn lệnh. Ba cọng lông vũ trên đỉnh đầu bị quả giấm đánh bay, không biết đã bay đi đâu. Không thể nào, không thể nào, ông ta lẩm bẩm. Tôi đã bảo rồi mà, thần của ông chẳng bằng một quả giấm của tôi. Hoàng Đại Sơn bước về phía Ba Ya, giờ thì hối hận rồi chứ. Nếu giờ đầu hàng thì không thể tính là thua một nửa được. Mí mắt của Ba Ya như muốn rách ra, ông ta hét to, rốt cuộc ông là ai? Tôi đã nói rồi mà, tôi là thần. Hoàng Đại Sơn phẩy cây phất trần một cái, ra vẻ tiên phong đạo cốt. Lúc này, sư phụ Vinh đứng sau lưng hô to, lão Hoàng, mau tới đây xem thử xem bọn họ sao rồi. Hoàng Đại Sơn xoay người lại, phát hiện ra mấy chục đệ tử Vinh Môn nằm dưới đất. Sư phụ Vinh đang đỡ một người trong số họ dậy, trông người này có vẻ bị thương rất nặng, hai mắt nhắm nghiền, miệng còn sùi bọt mép. Hoàng Đại Sơn đi lại đó, cúi người xem thử rồi gãi đầu. Ôi chao, ngại quá, vừa rồi tôi không khống chế tốt lượng giấm nên làm bọn họ hít phải mất rồi, xin lỗi, xin lỗi. Nói xong, ông ta cười hề hề, vẩy cây phất trần một cái, một cơn gió nhẹ thổi lướt qua, đám đệ tử Vinh Môn nằm dưới đất đều mơ màng tỉnh lại. Sư phụ Vinh sực hiểu ra, giơ tay áo lên ngửi thử, mắng, đù, mùi này chắc cả tuần cũng không bay hết được. Ông ta ngẩng đầu lên trông thấy Hoàng Đại Sơn đứng cười gian xảo mới hiểu ra, hừ, con trồn vàng lòng dạ hẹp hòi nhà ông cố ý trả thù tôi. Hoàng Đại Sơn lắc đầu, rõ ràng là tôi cứu ông đấy chứ, ông không cảm ơn thì thôi, lại còn đổ oan cho tôi trả thù ông, đầu bếp Vinh, ông mới là người lòng dạ hẹp hòi. Sư phụ Vinh ngẫm nghĩ, không ngờ lại không thể cãi lại được. Thế nhưng mùi giấm khắp người này. Đúng lúc này. Một đệ tử Vinh Môn bỗng nhiên chỉ tay về phía tế đàn kêu lên, mau nhìn kìa. Sư phụ Vinh và Hoàng Đại Sơn đồng thời quay đầu lại nhìn. Ba Ya quỳ gối chính giữa tế đàn, hai tay giơ lên trời, trên người bốc lên ngọn lửa hừng hực,
miệng lẩm bẩm chú ngữ gì đó mà họ không nghe rõ được. Tấm bài vị tổ sư sau lưng ông ta sáng lên. Ôi trời, sơ suất quá. Hoàng Đại Sơn kêu lên một tiếng, phẩy cây phất trần trong tay, hóa thành một chiếc đuôi màu vàng khổng lồ, đập về phía tế đàn. Mà lúc này, toàn bộ tế đàn đều đã bốc cháy. Chiếc đuôi vàng quét tới, những sợi lông nở to ra phủ kín tế đàn, không còn chừa lại một kẽ hở nào. Nhưng ngay cả như vậy, ngọn lửa vẫn không bị dập tắt. Hoàng Đại Sơn đành nhấc đuôi lên, một cơn gió mạnh thổi tới, ngọn lửa bốc lên ngút trời. Baya bị cuốn ra khỏi tế đàn bốc cháy, thả xuống bãi đất giữa sân. Chiếc đuôi to đập lên người ông ta mấy lần, lửa mới bị dập tắt. Hoàng Đại Sơn thu đuôi về, phát hiện ra lông đuôi bị cháy xém mất một nhúm, xót ruột kêu lên, ôi chao, hết rồi, chuyến này thì hết thật rồi, xấu mất rồi, không còn được các cô gái thích nữa rồi. Ông ta giận đùng đùng chạy tới, chỉ vào Baya bị cháy xém nhưng vẫn chưa chết, mắng, ông điên rồi. Nghịch gì chẳng được, sao lại nghịch lửa tự thiêu, mẹ ông đẻ ông trên xe buýt phải không, lúc đẻ ông ra, hông mẹ ông bị cửa xe buýt kẹp cho nên đầu óc của ông mới bị bẹp dí. Hoàng Đại Sơn mắng như súng bắn liên thanh, không hề bị trùng lặp. Sư phụ Vinh không khỏi thương hại Baya, trong lòng thầm quyết định sau này không thể so tài với con chồn thối này được. Nó vểnh mông lên là đánh rắm, mở miệng ra là mắng chửi, mẹ kiếp, ai mà chịu cho nổi. Hoàng Đại Sơn mắng một thôi một hồi, cuối cùng đúc kết lại một câu đậm chất dân phố cổ của thủ đô, mẹ nhà nó. Sau đó ông ta xoay người, hếch mông về phía Baya. Chờ một chút. Baya sống dở chết dở hoảng sợ nhìn Hoàng Đại Sơn như nhìn thấy ác ma. Tôi, đầu hàng, tôi thua một nửa được chưa? Tần gia rất tức giận. Vốn dĩ ông ta sắp xếp cho xe của nhà họ Lý ở bãi đậu xe P3 là muốn làm khó dễ Lý Dục Thần, dập tắt uy phong của anh. Thật không ngờ đám nhà giàu, quyền quý của thủ đô lại đều đi theo sau mông Lý Dục Thần tới đây. Đúng là ăn trộm gà không thành còn để mất nắm gạo, chẳng những ông ta không làm khó dễ được anh mà còn cổ vũ khí thế cho nhà họ Lý. Đáng giận nhất là tứ đại gia tộc của thủ đô. Gần đây đúng là Lý Dục Thần đang phất lên nhưng vẫn còn chưa tới mức có thể khiến đám quyền quý, nhà giàu khắp thủ đô đều đi theo anh. Không phải những người đó đi theo nhà họ Lý mà là đi theo tứ đại gia tộc của thủ đô. Nhà họ Vương, nhà họ Sở, nhà họ Na, ngoại trừ Vương Tứ gia chẳng có địa vị gì ra thì tất cả đều chỉ cử bọn vãn bối tới dự. Còn mượn cớ là bị dương tính lần hai, làm gì có chuyện trùng hợp, tất cả đều bị dương tính lại lần hai như vậy chứ. Đừng nói là Tần Thụ Nghĩa không tin, ngay cả con chó trông cửa sau của trang viên cũng còn không tin nữa là. Rõ ràng là mấy lão già đó không muốn tham gia vào chuyện tranh chấp này, có ý tọa sơn quan hổ đấu. Còn nhà họ Tiêu thì thậm chí không buồn tới. Hôm nay là ngày đại thọ 66, ông ta đã chuẩn bị từ trước đó khá lâu, tiệc mừng thọ, đại hội giám định và triển lãm châu báu, hội đấu giá từ thiện, hàng loạt các khâu đều đã chuẩn bị xong. Bọn họ không đến, Tần Thụ Nghĩa sao có thể không tức giận cho được. Nhưng tức thì tức, ở tình huống thế này, ông ta không thể nổi giận được. Đành phải tươi cười nhận lời chúc phúc của mọi người. Danh mục quà tặng kéo dài hết món này tới món khác, quà tặng chất cao như núi, không ít món quà là vật báu hiếm có khiến tâm trạng Tần Thụ Nghĩa hơi khá lên một chút. Có đệ tử của Tần Môn chịu trách nhiệm ghi chép lại danh mục quà tặng, sau đó phân loại và cất giữ cẩn thận. Vận chuyển về gian phòng dành riêng để cất quà tặng. Cuối cùng chỉ còn lại Lý Dục Thần là chưa thấy tặng quà. Tất cả mọi người đều nhìn anh, ai ai cũng muốn biết cậu Lý mà gần đây đang rất phất lên, phô trương tuyên bố nhà họ Lý trở về sẽ tặng quà gì. Món quà gì mới xứng với thân phận gia đình số một thủ đô. Ngay cả Tần Thụ Nghĩa cũng rất hiếu kỳ. Nếu như món quà này của Lý Dục Thần quá sơ sài thì sẽ bị người cả thủ đô cười chê. Nếu như món quà này quá lớn thì lại bị nói là nịnh bợ Tần gia, nếu vậy thì cũng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Chính vì vậy, Hầu Thất Quý hơi do dự. Lúc chọn quà, Hầu Thất Quý đã cân nhắc rất nhiều, sơ sài không được, quý giá quá cũng không được, cho nên mới chọn chiếc vòng ngọc nạm vàng kia và một bức tranh chữ của Văn Trinh Minh. Nhưng bây giờ xem ra vẫn không đủ hoàn hảo. Hai thứ này không sơ sài cũng không quá quý giá,
không thể chê vào đâu được. Thế nhưng chính vì vậy nên lại cũng biến thành vấn đề. Chỉ cần người ta muốn bới móc thì sơ sài hay quá quý giá cũng đều có thể chê được. Nhất là tình hình hôm nay, Lý Dục Thần dẫn theo các gia đình giàu có của thủ đô đi bộ tới đây, trở thành tiêu điểm chú ý của đám đông. Lúc này, bất kể anh tặng gì cũng sẽ đều bị bới móc. Hầu Thất Quý sợ chảy mồ hôi lạnh đầm đìa toàn thân, thấp thỏm vì mình suy tính không chu toàn. Với tư cách là quản gia của nhà họ Lý, đây là thiếu sót của ông ta. Nhưng nước đã tới chân, ông ta không thể không tặng, mọi người thích nói thế nào thì tùy mọi người vậy. Hầu Thất Quý đành phải nhắm mắt tặng quà, nói, mừng đại thọ Tần gia 66, nhà họ Lý tặng một chiếc vòng ngọc nạm vàng, một bức tranh chữ hành thư của Văn Trinh Minh. Chúc Tần gia thọ tỷ Nam Sơn, trẻ mãi không già. Đồ được lấy ra. Quả nhiên, trong đám đông có người xì xào bàn tán. Ha ha, chỉ vậy thôi ư, gia đình số 1 thủ đô đây ư. Còn thua cả chúng ta nữa. Gia đình số 1 thủ đô cái gì chứ, đấy chỉ là chuyện 20 năm trước thôi. Hiện tại, nhà họ Lý đừng nói là số 1, thậm chí còn chưa lọt vào nổi top 100 ấy chứ. Quà này cũng đâu có ít. Tranh chữ của Văn Trinh Minh giá 1 triệu. Chiếc vòng tay kia trông còn đẹp hơn cả chiếc ở bảo tàng Tây Kinh, nếu là đồ thật thì không rẻ đâu. Hừ, nếu là người bình thường thì thế cũng được rồi, nhưng ai bảo cậu ta họ Lý chứ? Ai bảo cậu ta khoe là nhà họ Lý đã trở về rồi? Thôi, nếu là cậu ta tặng một cây cải thảo thì tôi còn phục cậu ta dám đấu với Tần gia. Giờ cậu ta tặng mấy thứ này thì rõ ràng là đã cúi đầu rồi. Không cúi đầu thì làm được gì, danh tiếng tông sư sách môn đâu phải là chuyện đùa, cậu ta mới tới thủ đô được mấy ngày, Tần gia đã cắm rễ ở đất này bao nhiêu năm. Còn tưởng là anh hùng xuất thiếu niên, hóa ra vẫn còn non lắm, không làm nên trò trống gì. Chấm. Tần gia trông thấy hai món đồ này, nét mặt lộ vẻ coi thường. Cậu Lý tới thì tới, còn tặng quà làm gì? Lời xã giao này quá qua quýt. Ai cũng hiểu được ý miệt thị của Tần gia. Lý Dục Thần cười, nói, nay là đại thọ của Tần gia, sao tôi có thể đi tay không tới đây được. Món quà này đúng là hơi sơ sài một chút, không xứng với địa vị của Tần gia. Để bày tỏ tấm lòng của nhà họ Lý, tôi đã chuẩn bị riêng cho Tần gia một món quà lớn nhưng vẫn còn đang trên đường tới đây, xin được tặng sau. Ồ, vậy tôi sẽ chờ thêm một lát, ha ha ha, Tần Thụ Nghĩa cười to đáp. Trong đám đông cũng vang lên không ít tiếng huýt sáo và tiếng cười coi thường. Thôi đi, lần đầu tiên thấy có người tặng quà còn đòi tặng bù. Thấy mất mặt nên nói vậy thôi. Để xem liệu cậu ta có thể tặng bù được thứ gì, theo tôi thì càng bù lại càng mất mặt. Vương Bách Thuận cũng cảm thấy hết sức khó hiểu, không sao hiểu nổi tại sao Lý Dục Thần lại phải vẽ rắn thêm chân làm gì. Ông ta cảm thấy quà tặng của nhà họ Lý như vậy là đã ổn lắm rồi. Không sơ sài cũng không quá quý giá, nếu như là ông ta thì ông ta cũng không nghĩ ra phải tặng gì cho phải. Chuyện thế này vốn không thể ngăn người ta nói ra nói vào. Cách tốt nhất chính là phớt lờ nó, nhanh nhanh chuyển sang khâu tiếp theo. Lý Dục Thần làm như thế này thực thiếu sáng suốt. Sở Giao cũng cảm thấy Lý Dục Thần vẽ vời thêm chuyện nhưng cô ta lại rất hiếu kỳ, rốt cuộc Lý Dục Thần đã chuẩn bị món quà lớn gì. Giữa tiếng suy đoán và bàn tán của mọi người, Tần gia mời tất cả vào trong sảnh tiệc. Theo đúng quy trình, tiệc buổi trưa là buffet, trong bữa tiệc có các ngôi sao biểu diễn góp vui. Sau bữa trưa sẽ tổ chức một buổi đấu giá từ thiện các món đồ trong bộ sưu tập của Tần gia, toàn bộ số tiền đấu giá được sẽ được dùng để làm từ thiện. Bữa tiệc buổi trưa rất náo nhiệt, buổi đấu giá cũng được tiến hành rất thuận lợi, phần lớn các món đồ đem ra đấu giá đều được đấu giá thành công, tổng số tiền đấu giá được đạt hơn 2 tỷ. Sắp xỉ bằng hội đấu giá mùa xuân của nhà đấu giá Christie. Tần gia rất vui, sự bực bội hồi sáng đã tan biến hết. Lúc này, Phan Vân Long lại gần, nói thầm vào tai ông ta, báo cáo, sư phụ, bên ngoài có một chiếc xe tải tới, nói là chở quà của nhà họ Lý tới. Bảo vệ không cho vào, người xem. Xe tải, Tần gia hơi ngẩn người nhìn sang Tôn Trường Hải. Tôn Trường Hải cười nói. Sao Tần gia không dẫn mọi người cùng đi xem thử xem nhà họ Lý tặng gì? Nếu như chẳng có cái chó gì cả thì sao? Vậy thì người mất mặt là Lý Dục Thần. Nếu như có giá trị rất xa xỉ thì sao?
vậy thì Tần gia cứ nhận lấy. Ha ha ha, Tần Thụ Nghĩa cười to, đứng dậy nói to, thưa các vị, món quà mà cậu Lý nói đã tới rồi, tôi phải ra ngoài cửa xem thử, nếu các vị thích thì xin mời đi xem cùng với tôi. Tôi thực sự rất chờ mong món quà lớn này của nhà họ Lý. Cậu Lý, chúng ta đi thôi. Lý Dục Thần mỉm cười, dẫn theo Lâm Mộng Đình đứng dậy, đi ra ngoài với Tần Thụ Nghĩa. Mọi người bèn hò reo đi theo sau. Một đám đông đen đặc bao gồm các ông lớn nhà giàu của thủ đô đều tập trung ra ngoài cửa của tòa nhà chính của Trang Viên. Một chiếc xe tải chở hàng chạy bon bon trên con đường bên trong Trang Viên, tới thẳng bãi đậu xe P1 trống trải. Sau khi xe dừng lại, tài xế xuống xe. Tài xế này đầu to cổ to, trông không giống tài xế mà giống công nhân đốt lò. Ông ta đi ra sau xe, mở cửa thùng xe ra, hô lên một tiếng, Vương Béo, ra đây giúp tôi một tay. Ông chủ Vương đi theo sau lưng Lý Dục Thần cười hì hì ừ một tiếng, tôi qua ngay đây. Sư phụ Vinh nhảy lên trên thùng xe, đẩy một chiếc thùng giấy to ra. Ông chủ Vương đứng ở bên ngoài đỡ lấy nó. Chiếc thùng giấy này cao chừng nửa người, dài hơn 2 mét. Ông chủ Vương khiêng trên tay như khiêng một món đồ chơi, xoay nó hai vòng trên đỉnh đầu rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống đất, không hề tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Sư phụ Vinh nhảy ra khỏi thùng xe, nói với Lý Dục Thần, cậu Lý, đồ đã được đưa đến rồi, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Lý Dục Thần nghe vậy, cười một tiếng hiểu ý, biết rằng mọi chuyện đều thuận lợi. Mọi người đều hiếu kỳ nhìn ngó, không biết bên trong thùng có thứ gì, ông chủ Vương khiêng nó nhẹ tênh như vậy, chắc không phải là thùng rỗng đâu nhỉ. Mọi người đều cho rằng, bất kể trong đó có gì thì hôm nay Lý Dục Thần đều thua. Tần Thụ Nghĩa cười nói, cậu Lý, cậu có lòng thế này, cho dù chỉ tặng một chiếc thùng không, tôi cũng vẫn vui vẻ. Ông ta nói như vậy là để đề phòng trường hợp Lý Dục Thần tặng một chiếc thùng không để chọc tức ông ta. Ông ta nói chặn trước như vậy thì người mất mặt sẽ là Lý Dục Thần. Lý Dục Thần cười, nói, Tần gia cứ mở ra xem là biết. Tần Thụ Nghĩa gật đầu với Phan Vân Long. Phan Vân Long bèn đi lại đó, túm một cạnh của thùng giấy rồi nhẹ nhàng tách ra, lực tay truyền vào thùng giấy, bụp một tiếng, thùng giấy nứt ra bốn phía. Thứ nằm bên trong thùng là một chiếc quan tài đen nhánh. Quan tài vừa xuất hiện, mọi người lập tức xôn xao. Ai nấy đều đã suy đoán đủ kiểu nhưng không ai đoán được Lý Dục Thần lại dám tặng quan tài vào ngày này. Tặng quan tài vào ngày mừng thọ Tần gia 66 tuổi không phải chỉ là hành động mang tính khiêu khích nữa mà phải nói là đã gây hấn rồi. Tần Thụ Nghĩa tái mét mặt, ánh mắt lóe lên sát khí. Đám đệ tử Tần Môn đang có mặt ở đây cũng không nén nổi cơn giận. Cơn giận của tông sư giận dữ tỏa ra uy lực không gì chống đỡ nổi. Mọi người đều bất giác tránh ra, cố gắng cách Lý Dục Thần xa ra một chút để tránh bị vạ lây. Nhưng bọn họ cũng không nỡ đi quá xa vì sợ không được xem trò hay này. Vương Tứ gia rơi vào thế khó xử. Lúc này, lập trường của nhà họ Vương trở nên khá tế nhị. 20 năm qua, trong số tứ đại gia tộc của thủ đô, nhà họ Vương luôn luôn đứng đầu. Hôm nay, nhà họ Tiêu có thực lực võ đạo mạnh nhất lại vắng mặt. Cho nên lúc này, nhất cử nhất động của nhà họ Vương đều thu hút sự chú ý của mọi người. Ông ta rất coi trọng Lý Dục Thần, cũng có ý thúc đẩy hai nhà họ Vương và họ Lý kết thành đồng minh. Nhưng nhà họ Vương là một gia tộc lớn, trong nội bộ có nhiều ý kiến bất đồng, nhất là Vương Bách Xuyên anh cả của ông ta, vẫn còn đang do dự. Trong mắt bọn họ, đương nhiên gần đây Lý Dục Thần đang phất lên nhưng thực lực và trí tuệ mà anh thể hiện ra vẫn còn chưa đủ sức khiến nhà họ Vương phải nhượng bộ. Vương Tứ gia tin rằng nhà họ Sở cũng nghĩ như vậy, cho nên Sở Trấn Thanh mới không tới mà cho Sở Giao người có mối quan hệ với Lý Dục Thần cũng không đến nỗi nào, tới đây để có thể dễ bề tiến thoái. Mặc dù nhà họ Tần không phải là một gia đình giàu có, quyền quý nhưng Tần gia là tông sư sách môn, địa vị cực kỳ cao. Đệ tử Tần Môn trải rộng khắp thiên hạ. Sau chuyện ở Phan Gia Viên, mâu thuẫn giữa hai nhà họ Tần và họ Lý căng thẳng như nước với lửa. Hôm nay là lễ mừng thọ của Tần gia, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, đây chính là lúc bộc lộ năng lực và trí tuệ của Lý Dục Thần. Nhưng cả bốn nhà đều không ngờ được rằng Lý Dục Thần lại mạnh bạo như vậy, trực tiếp tặng cho Tần gia một chiếc quan tài. Cách làm giết địch 800, tự tổn 1000 này quả là không khôn ngoan.
Ông ta không cho rằng hiện tại Lý Dục Thần đã có thể cứng đối cứng với Tần gia, cho dù có thể oai được nhất thời nhưng xét về đại cục thì chắc chắn là thua thiệt. Chẳng những tự cắt đứt đường lui của mình mà cũng cho thấy người này tầm nhìn nhỏ hẹp, khiến người cả thủ đô cười chê. Vương Tứ gia lắc đầu, quan tài còn đang nằm ở đó, ông ta không thể nào nói đỡ được gì. Tần Thụ Nghĩa sầm mặt lại, mắt lóe lên ánh sáng lạnh, ông ta nghiêm nghị nói, Lý Dục Thần, cậu có ý gì vậy? Lý Dục Thần cười hỏi, Tần gia không mở ra xem thử à? Nghe anh nói vậy, mọi người lại tò mò không biết trong quan tài này còn có thứ gì. Có người thoải mái nói, quan tài, thăng quan phát tài, cậu Lý quả là có lối tư duy độc đáo, đặt quà tặng bên trong quan tài, ngụ ý đúng là tốt đẹp. Cũng có người giễu cợt nói, làm người khác bực mình mà còn tưởng thế là hay. Tôi còn tưởng là cậu ta là người có khí phách, dám khiêu chiến với Tần gia cơ chứ. Tần Thụ Nghĩa híp mắt, không hiểu Lý Dục Thần có ý đồ gì, bèn đánh mắt ra hiệu cho Phan Vân Long. Phan Vân Long đi lại đó, ấn tay lên đầu quan tài, đẩy nắp quan tài về phía trước, nắp quan tài lập tức mở ra. Quan tài bình thường chỉ cao khoảng 50-60 cm, nhưng chiếc quan tài này rất lớn, cao khoảng hơn 1 m. Nắp quan tài vừa mở ra, mọi người bất giác xích lại gần xem thử bên trong có gì. Đúng lúc này, trong quan tài bỗng nhiên có một người ngồi dậy làm mọi người giật mình, cuống quýt lùi lại. Người đó ngồi trong quan tài, ngơ ngác nhìn xung quanh, cho tới khi nhìn thấy Tôn Trường Hải mới la toáng lên, cứu mạng. Ông Tôn, cứu mạng. Tôn Trường Hải nhíu mày. Đương nhiên ông ta biết người này là ai, người này chính là Lạc Tinh Xương, con trai của Lạc Minh Sa. Lạc Tinh Xương xuất hiện trong quan tài, chứng tỏ kế hoạch hôm nay đã thất bại. Tần Thụ Nghĩa cũng nhìn về phía Tôn Trường Hải. Ông ta không quen biết Lạc Tinh Xương, chỉ từng gặp Lạc Minh Sa. Mọi chuyện cần thiết đều do Tôn Trường Hải và Lạc Minh Sa sắp xếp. Lạc Tinh Xương liều mạng leo ra khỏi quan tài, bò tới bên chân của Tôn Trường Hải, khóc nói, ông Tôn cứu mạng. Ông Tôn cứu mạng, chúng ta bị nhà họ Lý phát hiện ra rồi, chú tôi chết rồi. Bọn họ còn định giết cả tôi nữa. Mọi người ở đây đều không hiểu gì, không biết đã xảy ra chuyện gì. Có điều vẫn có người thông minh đoán ra được đại khái vấn đề, chắc chắn người này được Tần gia sai đi làm gì đó bất lợi cho nhà họ Lý. Đương nhiên lúc này Tôn Trường Hải không thể thừa nhận mình quen biết Lạc Tinh Xương, ông ta nghiêm giọng bảo, tôi không quen biết cậu. Nếu như cậu bị người ta ép làm chuyện mà cậu không muốn làm thì có thể nói cho chúng tôi biết, chúng tôi có thể đòi lại công bằng cho cậu. Còn nếu cậu vẫn tiếp tục ngồi đây nói hưu nói vượn thì chớ trách tôi không khách khí. Ông ta đang nhắc nhở Lạc Tinh Xương không nên nói lung tung. Nếu Lạc Tinh Xương thông minh thì lúc này nên quay ra cắn ngược lại Lý Dục Thần một phát. Nhưng Lạc Tinh Xương đã tận mắt nhìn thấy mọi chuyện xảy ra trong sân của Tổng đàn Yếu Môn nên đâu còn có gan dám cắn Lý Dục Thần. Anh ta ôm chặt bắp đùi của Tôn Trường Hải, khẩn cầu, ông Tôn, cứu mạng. Ông không cứu tôi thì tôi chết chắc. Anh ta làm Tôn Trường Hải tức điên, hất chân một cái, đá văng anh ta ra ngoài. Tần Thụ Nghĩa nhìn Lý Dục Thần, cả giận nói, Lý Dục Thần, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Lý Dục Thần cười khẩy, Tần gia, ông sai người chôn quan tài nhỏ trong nhà tôi tặng lại cho ông một chiếc quan tài lớn, đây gọi là bánh ít trao đi, bánh quy trao lại. Hừ, quan tài lớn quan tài nhỏ cái gì, tôi không biết cậu đang nói gì. Ồ, đường đường là tông sư sách môn nhưng lại có gan làm mà không có gan nhận à? Lý Dục Thần nhẹ nhàng chìa tay ra. Sư phụ Vinh lấy ra một chiếc quan tài nhỏ tinh xảo, đặt vào lòng bàn tay Lý Dục Thần. Lý Dục Thần cầm lấy nhìn thoáng qua, chú đoạn hồn, quan tài tuyệt hộ, đây là thủ đoạn của Bắc Phu. Tôi vốn cho rằng ông chỉ là một người giang hồ sách môn nên không thèm so đo với ông. Thế nhưng ông lại dùng thủ đoạn hạ lưu này, sai người chôn quan tài trong nhà tôi, còn sai vu sư bày tế đàn tụng chú đoạn hồn, muốn cắt đứt đường sống của nhà họ Lý. Khiến nhà họ Lý từ này đoạn tử tuyệt tôn. Lý Dục Thần nói rồi mở quan tài ra, lấy một con rối ra. Con rối này sống động như người thật, trên mình bọc vải trắng, cắm đầy kim châm, trông giống một con nhím. Mọi người thấy vậy bất giác nổi da gà. Nói hưu nói vượn, Tần Thụ Nghĩa giả bộ giận dữ, chuyện này chẳng liên quan gì tới tôi hết. Vậy à, Lý Dục Thần cười khẩy,
chỉ vào Lạc Tinh Xương, nói, vậy nghĩa là anh ta tự ý bày ra trò này phải không? Xem ra nếu tôi giết anh ta thì Tần gia cũng sẽ không nói gì hết phải không? Chuyện này chẳng liên quan gì tới tôi, cậu thích giết hay không là chuyện của cậu. Lúc này, dù thế nào đi nữa, Tần Thụ Nghĩa cũng không thể thừa nhận mình có liên quan với Lạc Tinh Xương. Nếu như ông ta thừa nhận chuyện mình chôn quan tài tuyệt hộ thì sau này còn ai dám giao du với ông ta nữa. Đừng nói là không thể sống ở thủ đô nữa mà thậm chí những nơi tự nhận mình là chính phái như Bạch Vân Quan, Chùa Bạch Tháp còn sẽ đuổi giết ông ta. Đến lúc đó, ông ta chỉ còn đường bỏ chạy lên Mạc Bắc hoặc là tới Bạch Sơn xin tổ sư ra che chở. Lạc Tinh Xương nghe vậy rất sốt ruột, anh ta bò lăn bò lê lại ôm bắp đùi của Tần gia, Tần gia. Tần gia, xin hãy cứu tôi đi, ông không thể bỏ mặc tôi được, tôi làm theo lệnh của các ông mà. Tần Thụ Nghĩa giận dữ, đập một phát vào đỉnh đầu của Lạc Tinh Xương. Dám đến Tần môn gây sự, tự đâm đầu vào chỗ chết. Lạc Tinh Xương không kịp rên một tiếng nào đã chết ngã lăn ra đất. Mọi người ồ lên. Tần Thụ Nghĩa làm vậy cũng là vì bất đắc dĩ, dù sao thì giết Lạc Tinh Xương cũng tốt hơn là tiếp tục để anh ta mở miệng ra cắn lung tung. Chỉ cần ông ta không chịu thừa nhận thì hiện tại không có chứng cứ, Lý Dục Thần có thể làm gì được ông ta. Đúng là tàn nhẫn, ngay cả người của mình cũng giết, Lý Dục Thần lắc đầu thở dài. Tần Thụ Nghĩa cười gần đáp, Lý Dục Thần, cậu cho rằng đóng hai chiếc quan tài rồi tìm đại một người nào đó tới đây là có thể vu khống cho tôi hay sao? Mặc dù Tần Môn không phải là gia đình quyền quý ngàn năm hay nhà giàu bề thế trăm năm nhưng cũng không phải hạng để mặc cho người khác ức hiếp. Hôm nay, ngay trước mặt các gia đình giàu có, quyền quý của thủ đô, cậu hãy nói rõ ra cho tôi. Cậu có chứng cứ gì chứng minh những chuyện này là do tôi làm? Nếu cậu không trình ra được chứng cứ, muốn ăn không nói có, vu khống Tần Môn, vậy thì chớ trách Tần Thụ Nghĩa tôi đây không khách khí. Nói rồi, ánh mắt Tần Thụ Nghĩa trở nên lẫm liệt. Thoát cái, người ông ta tỏa ra áp lực vô hình, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên nặng nề, giá lạnh. Đám đệ tử Tần Môn đứng sau lưng ông ta đều hùng hổ xông lên, bày trận ở hai bên. Trong lòng mọi người đều căng thẳng, bất giác muốn lùi lại, chạy khỏi đây. Chứng cứ ư, Lý Dục Thần đối mặt với cơn thịnh nộ của tông sư, oai phong của Tần Môn vẫn không hề nao núng, nơi này không phải tòa án, tôi cũng không tới thưa kiện với ông. Tôi tới là để giết ông thì cần gì phải có chứng cứ. Giết tôi, ha 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 ha. Tần Thụ Nghĩa cười phá lên. Cậu nghĩ đây là đâu? Là nhà họ Lý, hay là Nam Giang? Nơi này là Yến Bắc Phiên, là địa bàn của Sách Môn, không phải chỗ cậu ra oai. Lý Dục Thần, cậu vừa tới thủ đô đã đánh đệ tử của Tần Môn tôi bị thương, tôi vốn không muốn chấp nhặt với cậu nhưng cậu được đằng chân lại lân đằng đầu. Chẳng những khiến tôi khó xử mà còn tìm người tới vu vạ cho tôi. Cậu muốn trở nên nổi bật, muốn dẫm lên mặt Tần Thụ Nghĩa tôi để trèo lên cao hơn chứ gì, cậu nghĩ làm vậy là có thể khôi phục vinh quang của nhà họ Lý ngày xưa hay sao? Nằm mơ! Sư phụ, cần gì phải phí lời với cậu ta, quan tài đã đưa tới cửa rồi, hãy giết cậu ta đi. Vinh Quảng Kiệt nghiến răng nghiến lợi nói. Các đệ tử của Tần Môn cũng không nén nổi cơn giận. Ai nấy đều muốn xông lên. Tần Thụ Nghĩa giơ tay lên ngăn cản bọn họ. Hôm nay mọi người tới đây là để chúc thọ tôi không muốn làm mọi người mất vui. Tôi cho cậu thêm một cơ hội, hãy xin lỗi tôi trước mặt mọi người rồi cút khỏi thủ đô, nếu vậy thì tôi sẽ bỏ qua chuyện hôm nay. Sư phụ! Vinh Quảng Kiệt không phục, anh ta hung dữ nhìn chằm chằm Lý Dục Thần, lúc đảo mắt nhìn sang Lâm Mộng Đình, mắt như thể bị gai đâm, bảy phần ghen ghét. Ba phần tà ác. Tần gia rộng lượng, trong đám đông có người hô to. Vốn dĩ ở đây có không ít người đứng về phe Lý Dục Thần, bởi vì hành động Tần gia giết Lạc Tinh Xương rõ ràng là giấu đầu hở đuôi, e rằng chuyện chôn quan tài tuyệt hộ ở nhà họ Lý đến quá nửa là thật. Nhưng bọn họ cho rằng cách làm của Lý Dục Thần là không thông minh, khiêng quan tài tới hỏi tội đương nhiên là để làm Tần gia mất mặt, nhưng làm vậy thì bản thân nhà họ Lý cũng chẳng được lợi lộc gì. Khi Lý Dục Thần nói ra chuyện anh muốn giết Tần gia, mọi người đều cho rằng anh đã điên rồi. Vốn dĩ chuyện này còn có thể hòa giải được, dù sao toàn bộ các gia đình giàu có của thủ đô đều đang có mặt ở đây. Thế nhưng câu cần gì phải có chứng cứ của Lý Dục Thần đã chặn miệng tất cả mọi người, thái độ ấy rõ ràng là chẳng coi ai ra gì.
Bởi vậy, không ít người đã thay đổi lập trường, đứng về phía Tần gia. Còn một số người vốn đã không thích Lý Dục Thần, không hy vọng nhà họ Lý quật khởi thì lúc này lại càng thêm đắc ý, chỉ ước sao Tần Môn ra tay, dạy cho Lý Dục Thần một bài học. Hừ, không biết tự lượng sức mình, cậu ta tưởng đây là tên ngu Âu Dương Sơn kia hay sao, đây là Tần gia, là tông sư sách môn. Tay họ Lý này cũng là tông sư đấy, không biết bọn họ mà đánh nhau thì kết quả sẽ thế nào. Cho dù cậu ta là tông sư nhưng đây là địa bàn của Tần gia, đến đá bóng còn xét tới sân nhà và sân khách, huống hồ còn có ông Tôn ở đây, nghe nói thực lực của ông Tôn cũng không thua gì tông sư, lại còn có nhiều đệ tử Tần Môn ở đây như vậy, cậu ta đâu phải là thần tiên, sao có thể thắng nổi chứ? Chấm. Tần Thụ Nghĩa lạnh lùng nhìn Lý Dục Thần. Tôn Trường Hải đứng bên cạnh lại nhíu mày, nói thì thầm vào tai Tần Thụ Nghĩa, Tần gia, bên phía Baya vẫn chưa thấy hồi âm. Liệu có xảy ra chuyện gì không? Tần Thụ Nghĩa hơi sững sờ. Baya là đại vu của Tát Mãn, pháp lực cao cường, ông ta có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tạm thời cứ mặc kệ đã, chỉ cần đánh bại được Lý Dục Thần thì quyền chủ động sẽ nằm trong tay chúng ta. Tần Thụ Nghĩa rất tự tin. Ông ta biết Lý Dục Thần cũng là tông sư, hơn nữa còn mạnh hơn so với tông sư bình thường. Nhưng dù thế nào đi nữa, tuổi tác của Lý Dục Thần cũng chỉ mới có ngần ấy, dù cho anh bắt đầu tập võ từ trong bụng mẹ thì cũng có bao nhiêu năm công lực đâu chứ. Huống hồ, Tần Thụ Nghĩa lại không chỉ dựa vào mình võ đạo, biệt danh của ông ta là mắt thần tay quỷ. Người khác cho rằng mắt thần tay quỷ là dùng để chỉ tài giám định bảo vật và khả năng sửa chữa tranh chữ của ông ta. Mà không biết rằng đây chính là tuyệt kỹ đích thực của ông ta, kinh khủng hơn rất nhiều tuyệt kỹ của tông sư võ đạo. Hơn nữa ở đây còn có thuật sĩ Tôn Trường Hải, hai người bọn họ liên thủ lại với nhau thì đừng nói là Lý Dục Thần, dù có là Thiết Tiêu Vô Địch Tiêu Sinh tới đây cũng sẽ bị ông ta lột ra. Tôn Trường Hải gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ có điều ánh mắt vẫn lộ vẻ bất an. Bầu không khí ở nơi này trở nên nặng nề, thời gian dường như ngừng trôi, mấy trăm người ở trong trang viên rộng lớn đều im lặng. Chỉ có chim đậu trên ngọn cây gần đó là vẫn còn ríu rít gọi nhau. Mọi người đều nhìn về phía Lý Dục Thần, hiếu kỳ không biết anh sẽ làm thế nào. Lý Dục Thần chậm rãi bước tới chỗ quan tài, sờ dọc theo miệng quan tài rồi chợt nhìn về phía Tần Thụ Nghĩa, hỏi. 20 năm trước, ông có tham gia vào chuyện diệt môn nhà họ Lý không? Gì cơ, Tần Thụ Nghĩa sững sờ, nhà họ Lý diệt môn liên quan gì tới tôi? Không thừa nhận à, không sao, Lý Dục Thần đi vòng quanh quan tài một vòng. Tôi biết ông chỉ là một nhân vật tép siêu, sau lưng ông còn có người khác. Tần Thụ Nghĩa biến sắc, cậu đang nói bậy bạ gì vậy? Lý Dục Thần không để ý tới ông ta, tiếp tục nói, ông không nói cũng không sao, chỉ dựa vào miệng chiếc quan tài tuyệt hộ này và tên vu sư Tát Mãn Baya kia, tôi cũng có thể tìm ra kẻ đó. Tuy nhiên, hiện tại tôi vẫn cho ông một cơ hội, nhớ lấy, ông chỉ có một cơ hội này thôi, tôi sẽ không hỏi lại lần thứ hai đâu. Hãy nói cho tôi biết người đứng đằng sau ông là ai. Ở đâu, nếu ông nói thì tôi sẽ chừa cho Tần Môn của ông một chút hy vọng sống. Ha ha ha. Tần Thụ Nghĩa cười to một tràng dài. Chừa cho một chút hy vọng sống. Dựa vào cậu à, ha ha ha, vốn tôi chẳng muốn giết cậu nhưng cậu tự đâm đầu vào chỗ chết thì cũng chớ trách tôi vô tình. Vân Long, Quảng Kiệt, tới lúc các con báo thù rồi. Vinh Quảng Kiệt mừng rỡ, hô hào. Các anh em, xông lên, giết tên ngông cuồng này đi. Dưới sự cầm đầu của Phan Vân Long và Vinh Quảng Kiệt, mấy chục đệ tử tinh anh của Tần Môn xông lên. Cậu Lý, cho tôi giải trí một lát đi, lâu lắm rồi tôi chẳng đánh đấm gì cả. Ông chủ Vương chợt lách người, đứng chắn trước mặt Lý Dục Thần. Hiện tại Lý Dục Thần là gia chủ của nhà họ Lý, đối phương cho một đám lâu la xông lên, đương nhiên anh không cần đích thân ra tay. Ông chủ Vương buông hai tay xuống, hai lòng bàn tay biến thành màu đỏ rực, không khí xung quanh sôi lên, ngay cả người đứng cách mười mấy mét cũng vẫn cảm nhận được sóng nhiệt đập vào mặt, nhiệt độ không khí bỗng chốc tăng vọt. Chu Sa Trưởng, Tần Thụ Nghĩa nheo mắt lại, Quảng Kiệt cẩn thận. Nhưng lời nhắc này tới quá muộn. Ông chủ Vương tung trưởng, tên đệ tử Tần Môn chạy đầu tiên rên lên một tiếng rồi ngã vật ra đất. Ngực của tên này thủng một lỗ, khói xanh bốc lên kèm với mùi khét. Lúc này,
Tần Thụ Nghĩa chỉ vừa mới nói dứt tiếng, ông chủ Vương đã xông vào trong đám người, nhắm chuẩn vào Vinh Quảng Kiệt, đập một chưởng vào mặt anh ta. Ông ấy ngứa mắt người này nên tung đòn không chút nương tay. Bốp một tiếng giòn tan, đầu của Vinh Quảng Kiệt xoay hai vòng trên cổ, lúc dừng lại, mặt chỉ còn một nửa, nửa còn lại đã bị cháy rụi. Quảng Kiệt! Phan Vân Long kêu to một tiếng, xông lên đánh về phía lưng của ông chủ Vương. Ông chủ Vương như thể có mắt sau lưng, ông ấy quay người lại, tung một chưởng vào nắm đấm của Phan Vân Long. Phải biết rằng, Phan Vân Long là hóa kình đỉnh phong, chỉ còn chút nữa thôi là tới bán tông sư. Lần trước anh ta bị Lâm Vân cứa cổ, một là do có sự hỗ trợ của Nghiêm Cẩn, hai là bộ võ quỷ mị của Lâm Vân và lưỡi dao giấu kín. Nếu thực sự so về thực lực thì Lâm Vân còn thua xa Phan Vân Long. Cú đấm này ngưng tụ công lực suốt đời của Phan Vân Long nhưng nện vào lòng bàn tay của ông chủ Vương lại như đấm vào một bức tường sắt, phản lực dội ngược lại làm anh ta phải lùi lại mấy bước. Cơn đau thấu tim truyền tới, anh ta nhìn lại nắm đấm của mình, không ngờ da thịt đã tan chảy, cháy xém. Hơi nóng lan theo kinh mạch ở tay tới tim phổi. Phan Vân Long ôm ngực, hét lên thảm thiết rồi ngã nhào xuống đất. Đám đệ tử Tần Môn còn chưa kịp làm gì, đại sư huynh và tiểu sư đệ đều đã chết thảm trước mặt, khiến bọn họ bối rối, quên cả bảy trận. Đúng lúc này, đột nhiên một nhát dao lóe lên ánh sáng trắng đâm chết tới. Nháy mắt lại có thêm mấy đệ tử Tần Môn ngã xuống. Sư phụ Vinh Lam Lam con dao phay trong tay, nói, Lão Vương, một mình ông đánh thì tẻ nhạt quá, để tôi giúp ông. Ông chủ Vương vừa cười vừa mắng, ai cần ông giúp? Ông chém giết ở bên ngoài còn chưa đã tay hay sao? Sao còn tới giành việc với tôi? Mẹ kiếp, ông tranh A Mai với tôi đã đành, ngay cả giết người cũng tranh với tôi. Sư phụ Vinh nói, ai tranh A Mai với ông? A Mai vốn là của tôi. Nói quàng nói xiên, A Mai là của ông lúc nào? Ông chỉ là một tên đầu bếp, A Mai là bà chủ, tôi mới là ông chủ. Làm gì có chuyện đầu bếp lại quyến rũ bà chủ chứ? Hứ, cho ông làm ông chủ mấy ngày nên ông đắc ý chứ gì? Muốn mở tiệm cơm thì phải dựa vào gì? Dựa vào tay nghề của tôi và khuôn mặt của A Mai, ông thì liên quan gì? Chấm. Hai người vừa đánh đấm vừa cãi lộn, nháy mắt, xác người đã nằm la liệt dưới đất. Thấy đệ tử Tần Môn thương vong nặng nề, bỗng nhiên một bóng đen tựa như ma quỷ xuất hiện, nhào tới chỗ sư phụ Vinh. Cẩn thận! Ông chủ Vương hô lên, tung chưởng đánh về phía bóng đen kia. Sư phụ Vinh nghe thấy lời nhắc, trở tay chém một nhát. Bóng đen nương theo làn gió từ đòn đánh của sư phụ Vinh để bay lên cao, lướt qua vai ông ta. Sư phụ Vinh chém hụt, kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay cầm dao thõng xuống, lắc lư đôi lần, con dao phay rơi choang xuống đất. Bóng ma kia lượn một vòng trên không trung rồi hóa thành một chấm nhỏ đáp xuống tay của Tôn Trường Hải, hóa ra đó là một con rắn đen nho nhỏ. Thân rắn quấn quanh cổ tay của ông ta, đầu rắn ngóc lên, lè lưỡi như thể đang khoe khoang chiến công vừa rồi của mình với chủ nhân. Ông chủ Vương xông lên, xé áo của sư phụ Vinh ra. Vai của sư phụ Vinh đã bầm đen, hắc khí nhanh chóng lan rộng. Ông chủ Vương điểm mấy phát trên vai sư phụ Vinh, ngăn cản khí độc lan tới tim, hỏi, ông sao rồi? Sư phụ Vinh cắn răng nói, không chết được. Mọi người xung quanh thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, không ngờ Tôn Trường Hải ôn tồn hòa nhã lại nuôi một con vật có độc như vậy. Người nào sợ rắn thì toàn thân đều đã nổi da gà. Lý Dục Thần đứng tại chỗ, không hề có ý định ra tay. Lâm Mộng Đình hơi lo lắng, Dục Thần, sư phụ Vinh không sao chứ? Lý Dục Thần nói, không sao, hiện tại hai người họ là hai vị tướng giữ cửa của nhà họ Lý chúng ta. Nếu như ngay cả một con rắn cũng không giải quyết được thì sau này lúc anh đi vắng, sao anh có thể yên tâm giao nhà họ Lý cho họ trông coi được? Anh thực sự định giữ bọn họ ở lại nhà họ Lý à? Chị Mai đang ở thành phố Hòa, làm vậy chẳng phải là mãi mãi chia cắt ba người họ hay sao? Ba người bọn họ có thể ở chung một chỗ hay sao? Nhưng mà, Lâm Mộng Đình luôn cảm thấy không đúng nhưng không biết phải nói như thế nào. Lý Dục Thần cười nói, mặc dù hai người bọn họ cũng coi như đã võ đạo đại thành, nhưng càng ngày càng thua xa chị Mai. Sau lần tới thành phố Dũng, chị Mai lấy được truyền thừa hoàn chỉnh bí thuật Lan Môn và Thất Bảo Hàng Long Cháo, chờ tới lúc nhiếp hồn quyết của chị Mai đại thành,
hai người bọn họ dẫu có cưỡi ngựa chạy theo cũng không bắt kịp được. Cho nên anh truyền kiếm thuật huyền môn cho sư phụ Vinh, để ông ấy dung nhập vào khoái đao Vinh môn, lại truyền cho ông chủ Vương Thần Công Hỏa Vân, kết hợp với Chu Sa trưởng của ông ấy. Nhưng anh chỉ có thể chỉ vẽ mà không thể giúp đỡ. Bọn họ có bắt kịp được chị Mai hay không thì phải dựa vào chính bọn họ. Đôi khi, chỉ khi lâm vào nghịch cảnh, thậm chí tuyệt cảnh mới có thể kích phát tiềm lực của con người. Lý lẽ xiên xẹo, người ta có ở bên nhau hay không có liên quan gì tới thực lực chứ, Lâm Mộng Đình nói. Vậy nếu chị Mai thành tiên thì sao, Lý Dục Thần cười hỏi. Lâm Mộng Đình sững sờ, đột nhiên nghĩ đến chính mình. Lý Dục Thần là tiên, cô chỉ là người phàm, mặc dù bây giờ hai người đang ở bên nhau nhưng dù sao tiên phàm cũng khác biệt, đợi anh giải quyết xong chuyện ở Trần Gian, trở lại Côn Luân, liệu cô có còn có thể ở bên anh nữa không? Nghĩ tới đây, Lâm Mộng Đình hơi lo âu, có lẽ cô nên cố gắng hơn một chút, nếu cô không thể bước lên thiên lộ thì cô và Lý Dục Thần sẽ là người và tiên mãi mãi chia cách, hôn nhân cũng chỉ là một giấc mộng ở nhân gian mà thôi. Chỉ khi lâm vào nghịch cảnh, thậm chí tuyệt cảnh, cô lẩm bẩm. Lúc này, những đệ tử Tần Môn còn lại đều đã xông lên bao vây. Sư phụ Vinh bị trúng độc rắn cắn, lại bị gãy một cánh tay, công lực giảm mất một nửa. May mà còn có một cặp thiết trưởng của ông chủ Vương bay múa trên dưới. Nhưng con rắn trong tay Tôn Trường Hải cứ thỉnh thoảng lại bay ra ngoài, lượn vòng trên đỉnh đầu bọn họ. Mặc dù nó đã mấy lần bị gió từ trường lực của ông chủ Vương đánh bay nhưng điều này cũng khiến ông ấy không thể tập trung đối phó với kẻ địch, chỉ có thể phòng ngự, không thể tấn công. Lực chú ý của mọi người đều bị trận chiến đấu này thu hút, như thể đang xem một bộ phim điện ảnh võ thuật sống động. Lý Dục Thần đột nhiên nhớ lại hồi nhỏ đi xem phim chiếu bóng ngoài trời cùng với Mã Sơn, Đinh Hương. Khi đó bọn họ nghèo, không có tiền đi xem phim điện ảnh, anh thậm chí không biết phim điện ảnh là gì. Anh nhớ có một hôm Mã Sơn hưng phấn chạy lại gọi, chiếu phim. Chiếu phim, Dục Thần, Đinh Hương, mau đi xem phim. Ba người vác ba chiếc ghế nhỏ tới quảng trường ngoài trời ở gần đó. Kết quả đến nơi đó mới thấy người tới xem đông nghìn nghịt. Chiếc ghế đổ hoàn toàn chẳng giúp ích được gì, đừng nói là ngồi, dù có đứng lên ghế, ba đứa trẻ cũng không nhìn thấy gì cả. Cuối cùng, bọn họ phải leo lên trên cái cây mọc cạnh quảng trường, ngồi trên trà cây xem hết bộ phim điện ảnh. Ngày ấy là lần đầu tiên Lý Dục Thần được xem phim màn ảnh rộng. Khi đó, anh hoàn toàn không hiểu nội dung bộ phim, chỉ trông thấy diễn viên vượt nóc băng tường, ánh đao ánh kiếm lóe lên, ngựa trắng chạy băng băng trên cát vàng. Gió thổi ống tay áo màu đỏ bay phần phật, tất cả những điều này khiến máu nóng trong người anh sục sôi. Sau đó anh về nhà hỏi ông nội xem thích khách và võ công có phải là thật hay không. Ông nội cười đáp, trong phim thì đương nhiên là giả nhưng trên đời này đúng là có người như vậy, chẳng qua cháu không biết họ mà thôi. Lý Dục Thần còn ngây thơ hỏi ông nội xem phải làm thế nào mới tìm được những người đó, cháu muốn học võ công. Ông nói, võ công thì đã là gì? Cháu phải học thứ lợi hại hơn võ công. Thứ lợi hại hơn võ công là gì? Lý Dục Thần rất hiếu kỳ, nhưng ông nội chỉ nói là đợi anh trưởng thành thì sẽ biết. Giờ anh đã biết rồi, tiếc là ông nội đã không còn nữa. Lý Dục Thần đang ngẩn người, bỗng nhiên biến sắc, xoay phắt người lại, nhẹ nhàng vươn tay ra, tóm được hai chấm sáng. Lâm Mộng Đình trông thấy trong tay Lý Dục Thần xuất hiện một cặp kim châm. Thân kim lóe lên ánh sáng màu xanh da trời, rõ ràng là có chất kịch độc. Cô dõi mắt nhìn ra xa, trong đám nam nữ nhà giàu này, nếu không phải ông chủ, bà chủ thì cũng là con cái của họ, tất cả đều tập trung xem tỉ thí võ công, không một ai chú ý tới cô và anh. Quay người lại, nhìn thấy Âu Dương Tĩnh nằm trên mặt đất, cơn giận dâng trào, chân khí bộc phát, vung tay đánh một chưởng, đánh Âu Dương Tĩnh thành bánh thịt. Hừ, loại người này cũng xứng làm bạn của nhà họ Tiêu chúng ta. Sân vườn xôn xao. Không ai ngờ rằng Tiêu Minh Hạc lại đột nhiên ra tay, không chút lưu tình, một chưởng vỗ chết Âu Dương Tĩnh. Nhìn thi thể Âu Dương Tĩnh, ai nấy đều cảm thấy lạnh toát, ớn lạnh từ đầu đến chân. Tông sư nổi giận, quả là kinh khủng. Nhưng ai dám nói gì đây? Đến lúc này, nếu còn ai không nhìn rõ tình hình, thì chỉ có thể là kẻ ngốc. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 51.